Rồi xin mời Tĩnh Thạch lên đầu tiên. Mẹ mấy thằng lừa đảo. Rồi chúng mày phá lại, mẹ tao làm lại lại, lại lại, vạch mặt cái lũ chúng mày. Rồi anh đã mời Tĩnh Mạch. Tại sao khách mời từ chối? Em ok lại. Mà mấy thằng điên. Mẹ bên kia coi như là nghèo rớt mùng tơi ra. Mày đặt lên và yêu nước, yêu tổ quốc. Mẹ cái bản thân mẹ chúng mày cũng không lo được cái cuộc sống như của chúng mày ở bên Mỹ nữa, là bây giờ chúng mày coi như là bày đặt thế này thế khác. Mày toàn bà cái trò kích động. Mẹ anh chúng mày coi như là xuyên tạc. Mẹ cái giàn khoan coi như là phương Đông 132. Tĩnh Thạch được mà, có camera đấy. Giàn khoan phương Đông 132. Mẹ nó đâu có kéo vào cái vùng biển của Việt Nam nó hút dầu đâu mà chúng mày mẹ xuyên tạc. Những cái vệ tinh của Mỹ, của Pháp, của Nhật Bản, Nam Triều Tiên hoạt động coi như là mà suốt ngày 24/24. Mà bây giờ ví dụ như có cái vấn đề coi như giàn khoan ở đó chẳng hạn, thì các nước kia người ta đã nói rồi, mấy chúng chỉ có mẹ mày mấy cái thằng chống cộng cực đoan của chúng mày biết rồi, đó. Mấy thằng rồi. Em xin chào anh Trần Đình Trung. Xin chào bà Nguyễn. Thế nào, thành phố Hồ Chí Minh thế nào, báo cáo tình hình thế nào? Vâng, thành phố Hồ Chí Minh coi như rất yên bình anh ạ. Em vừa khu vực trung tâm thành phố, em vừa về đến nhà. Đấy, thì rất là yên bình, không có một cái gì hết. Thì em đã quay một cái clip cỡ khoảng 5-7 phút cho mọi người thấy. Đấy, thì vì hiện nay coi như cái thằng Bên Dương nó đưa lên một cái clip mà từ năm ngoái nó bảo là mọi người dân đang biểu tình ở sân bay, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng mà nó đưa những cái cảnh đấy em ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, em nhìn ra đấy là cái clip mà năm ngoái mà nó quay đấy, các bạn nhìn thấy cái bưu điện thành phố ấy, hoặc là cái chỗ cái góc mà Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn ấy, các bạn nhìn thấy ngay có gì đâu, mấy thằng nó lừa đảo mọi người thôi. Bố chúng nó cũng không dám ra ngày hôm nay đây nhá, nè tượng đài Lý Tế Tổ mà rất là bình yên. Vâng, khu vực Bờ Hồ rất là yên bình. Đây các bạn xem đây, cái tượng đài Lý Thái Tổ vẫn là không khí trong lành, đời sống là rất là yên bình, vắng lặng. Đó. Bọn này nó chỉ bố láo thôi, cái thằng Tân Thái với thằng Ben Đi Trương mấy cái thằng chột đấy nhá. Đấy kỳ này là vớ vẩn là nó thắt cổ nó tự tử, vớ vẩn là mình mắc tội giết người đấy, nghe chưa? Em nói anh ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Ví dụ như ở khu vực trung tâm còn không có công an, không có dân phòng nữa. Một cuộc sống bình thường, ví dụ như tôi nói với các bạn an ninh Việt Nam người ta giỏi lắm đấy, nhưng có tình hình gì các thứ người ta lắm được từ trong ấy rồi, trước rồi thì người ta bố trí lực lượng. Thì hôm nay chúng nó kêu gọi em ra khu vực đấy đâu có đâu, kể cả thanh niên xung phong hoặc là quản lý đô thị, không có ai cả, cuộc sống nó vẫn như bình thường. Không, nó chỉ lảng vảng một hai thằng nó lảng vảng, nó chờ cơ hội thôi, em hiểu không? Đấy, Bờ Hồ rất là yên bình vắng lặng nhá.
đó. Các bạn thấy không? Đấy. Thế nên là ngày hôm nay anh em cũng lượn đi, anh vừa lượn ở khu Giáp Mát mấy khu cửa ngõ vào thành phố mấy vòng rồi. Ở chỗ Long Thủy thì có bờ hồ thì có Long Thủy với Trần Siêu mấy anh em rồi. Anh Dạ. vừa đi lượn qua cái, mấy cái khu vực ngoại thành, cái cửa ngõ ấy. Mấy cái Vâng. bến xe mới xét ra đấy. Yên bình lắm, bọn này nó chỉ ấy thôi. Nó láo que thế thôi. Xin chào các bạn nhé. Bây giờ Tôi nói thỉnh chung thoảng người là lần dân này lên. Việt Nam người ta cũng hiểu ra được những bộ mặt của cái bọn nó rồi. Anh hiểu không? Ai nghe theo lời chúng nó đâu. Chúng mình cứ chỉ thoáng qua một tí thôi, lượn lờ một tí thôi nha. Vâng. Cho nên là cái bọn này nó không dám Mẹ làm cái gì núi đâu, Thanh cái Long này, bố mày chứ. bây giờ mày đề ra cái khu vực mà trung tâm thành phố Hồ Chí Minh em. Mẹ an ninh công an người ta còn không để ý tới, chẳng có ai cả. Đây là em xem đây, trong tường đài đi tới tổ không có một bóng công an nào nhá. Mẹ bảo vệ cuộc sống yên bình của những người dân. Đúng không? Đó là nhiệm vụ của an ninh của công an, nhưng mà nói chung là mẹ an ninh người ta Việt Nam người ta giỏi lắm. Chúng mày có một ý định biểu tình một cái là người ta đã biết trước. Toàn Đúng mẹ rồi. ba cái thằng mà mẹ đầu óc ngu si đần độn bày đặt làm chính trị chính em. Anh lượn từ sáng rồi các cửa ngõ các bến xe mà không thấy động tĩnh gì cả. Đấy thì bây giờ này các anh ở ngoài Hà Nội thì bọn em ở thành phố Hồ Chí Minh đấy, hai thành phố lớn nhất của Việt Nam thì là cũng quay cũng nói tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho tất cả các bạn biết, nhất là các bà con mà hiện nay đang sống ở bên hải ngoại, đúng không? Đất nước Việt Nam thanh bình không có một cái gì hết đấy. Là mấy cái bọn mà Tân Thái bên Nghi Sương mấy cái bọn kia chúng nó chỉ là lừa đảo thôi. Cho nên bà con đừng nghe theo lời chúng nó, không cho chúng nó một xu nào cả. Mẹ lên đây kiểu gào thét chửi rủa để kiếm tiền thôi. Thực ra nó chỉ kêu gào thế thôi, chứ mà từ mùng 10 tháng 6 năm ngoái đến mùng 10 tháng 5 nay tròn một năm rồi, Vâng. tròn một năm rồi nó có kêu ai ở đâu hả? Đây hiện nay có mỗi một mình Đinh Tăng đang ở tượng đài Lý Thái Tổ đây đấy. Lúc bây giờ Trần Siêu với cả Long Thủy là lượn chỗ khác rồi, từ sáng là Trần Thành Trung đang lượn đi các bến xe bến tàu như các tụ điểm mà không thấy gì cả, nghe đây buồn dư lượn viên Không. nghèo hèn rốt nát ui đây. Xin chào lại tất cả các anh em. Anh thấy ông Chào nó anh đưa em ra mấy nha. cái lý do biểu tình đấy, nó bảo là tức là vẫn cứ chống lại luật đặc khu rồi là phản đối Trung Quốc làm đường cao tốc rồi là phản đối Trung Quốc hút dầu Việt Nam. Mẹ bây giờ chúng Anh mày Trung Quốc nào hút xuống đi, anh dầu Việt xuống, anh Nam? lượn xe ra cho bảo hộ cái. Mẹ bây giờ cái vùng Biển Đông, ví dụ Trung Quốc người ta vào cái vùng Biển Đông người ta hút dầu ở cái người ta khai thác dầu đấy, người ta ở cái vùng biển của người ta thì kệ người ta, đúng không? Cái khi nào ví dụ người ta thăm dò khai thác ở cái vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc đấy, hoặc là ở vùng biển Việt Nam thì mình mới đứng lên mình phản đối. Mà cái năm 2014 giàn khoan HD 951 đấy, đúng không? Khi mà bọn nó coi như vào thăm dò dầu ở cái vùng biển Hoàng Sa thì nhân dân cần phải ai kêu gọi đâu, nhân dân người ta tự đứng lên phản đối cái giàn khoan HD 981. Mẹ cái thằng Kiên Giang này, bố thằng nào dám xuống, những người dân người ta giờ người ta tỉnh táo rồi, còn cái loại như mày ấy, thấy chưa, muốn kiếm ít xu ít thào dơ bẩn của cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia ấy, thì mày mới bại thôi. Mày cái loại ngu si đần độn như mày ấy, thì nói chung là suốt cả cuộc đời khốn nạn này con ạ. Rồi xin chào Long Thủy. Mày mày mơ đi, mày bây giờ mày còn trẻ, mày phải lao đầu vào mày làm đi, nhà nước chính phủ tạo điều kiện cho chúng mày làm ăn. Thấy chưa?
Mày phải xem như bố mày này. Đến bằng ngày tuổi rồi, đúng không? Ổn định rồi, hồi trẻ lao vào mà làm thì bây giờ coi như là sống từ giờ đến cuối đời không lo lắng gì nữa. Thì tao mới có thời gian tao ngồi đây tao like. Đấy, nhưng mà vừa like vừa làm việc. Bây giờ có việc thì làm. Mẹ cái loại mày mày cứ khoảng không làm cái gì cả. Từ sáng đến giờ coi như là cứ vào hết diễn đàn nọ, diễn đàn kia, kích động nọ kia. Cả cuộc đời mày mày khốn nạn rồi còn. Rồi em mời anh Nguyễn Bình Phương. Em đang mời anh Nguyễn Bình Phương. Rồi, em rồi. Ở đây ồn lắm, ở đây đang có biểu tình, ở đây đang có biểu tình anh ạ. Truyền hình trực tiếp cho mấy ông coi nó biểu tình đây này nha. Nó biểu tình là quán cà phê không đủ chỗ cho người ta uống, Đúng rồi. đúng không? Đó, Đúng bây rồi. giờ ngồi đây các bạn thấy không, đây là quán cà phê có hồ nước đó đầy hết nha, nhìn nha, nhìn nha, ở trên nha, rồi trong phòng kính nè, để trong phòng kính đầy cứng nha, trên tầng lầu nè, thấy không? Đó, nhìn thấy chưa các bạn, cứng hết. Đây là buổi sáng đó, thấy không? Đó, hiểu tình vậy đó, không Đấy. có chỗ ngồi, cứng luôn. Sáng giờ anh đi vòng Thanh Bình phải không anh? Sáng giờ anh đi vòng anh thấy Thanh Bình phải không? Vâng, em đi vòng khu vực trung tâm, nhà thờ Đức Bà, đường Lê Duẩn, đại sứ quán, rồi là khu vực Dinh Độc Lập. Hồi Vâng. nãy tôi coi anh siêu anh truyền hình ngoài bờ hồ cũng vậy, rồi anh Trần Thành Trung anh mới truyền hình nữa phải không? Đúng rồi. Thế đó thì các bạn gì đủ ba que ha, nhìn thấy rõ nha. Rồi thôi tôi xuống bàn cho họ coi cái biểu tình mà không có đủ cà phê uống thôi. Anh đang ở chỗ vùng nào đấy anh? Mày tao thấy mày tao tưởng thằng người Kiên Giang mày nhục chứ mày không dám thò mặt lên diễn đàn của tao nữa. Bây giờ cũng mấy thằng ngu si đần độn dốt nát mà coi như là vẫn cứ còn kêu gào được. Tao chịu chúng mày. Chúng mày đúng là mẹ cái loại lừa đảo. 80% chuẩn bị có thể có triệu chứng sốt trước và có thể phòng ngừa, chúng ta hãy phòng ngừa ngay khi có thể. Hết coi như là Nhắc nhở khéo léo, một cái nhắc nhở khéo đấy léo đến cho ông Phạm Bình Minh với những cái gì đấy mà ông Phạm Bình Minh đã qua bên Hoa Kỳ này, đã hứa hứa với Hoa Kỳ là phải giữ lời. Nhân cái diễn đàn này là gửi đến cái thông tin đến cho ông Phạm Bình Minh, đừng đùa với Mỹ. Mỹ họ Mẹ chúng mày mẹ lúc nào cũng lưng bi thằng Mỹ. Cả cái cuộc đời mẹ cha ông chúng mày lưng bi rồi. Đến đến coi như là chúng mày cũng đòi lưng bi nữa hả? Việt Nam hiện nay quan hệ với Mỹ, quan hệ Trung Quốc trên cơ sở đôi bên đều có lợi. Nghe thằng ngu. Bây giờ mẹ Mỹ cũng là vì Việt Nam, đó là cái quyền lợi của Mỹ tại Việt Nam. Mẹ chúng mày mẹ cái loại mà nâng bi nó quen đi rồi. Mẹ Việt Nam coi như quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở đôi bên đều có lợi. Thằng Mỹ nó thấy quan hệ Việt Nam nó có lợi thì chúng nó quan hệ. Mẹ mày chúng mày coi như cứ mồm cứ bô bô cứ bảo suốt ngày coi như là theo Mỹ bài Trung Quốc, Việt Nam không không bài ai cả. Chơi với hết vì quyền lợi của nhân dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Mẹ chúng mày ngu. Bây giờ ví dụ như là mẹ Trung Quốc người ta chỉ cần coi như là có vấn đề gì người ta cấm cấm cửa biên giới trong thời gian cỡ khoảng nửa tháng thôi,
thì những người nông dân Việt Nam, nó nói những người nông dân đâu chưa nói cái chuyện mà xuất nhập khẩu cái gì cao siêu cả. Những sản phẩm thanh long ở dưới Tiền Giang, ở ngoài Bình Thuận, thấy chưa, mủ cao su, xoài, mua vải ở Lục Ngạn sắp tới rồi, Trung Quốc không tiêu thụ, thì mấy thằng ngu thấy thế nào, những người dân nông dân Việt Nam? Tôi chưa. Mẹ bây giờ mình ở gần một nước lớn như Trung Quốc đúng không? Dù nó như thế nào thế khác, mình phải cố gắng khôn khéo giữ một cái quan hệ. Không phải, nếu mà không thân thiết thì cũng là quan hệ bình thường. Mấy thằng ngu, chúng mày có biết mà bây giờ Việt Nam đối sách quan hệ với Trung Quốc như thế nào không? Vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Hợp tác trên cơ sở đôi bên đều có lợi. Việt Nam mình xuất khẩu được cái hàng hóa sang bên Trung Quốc, nhập khẩu những hàng hóa phù hợp với lại Việt Nam. Đấu tranh là đấu tranh để đòi lại biển đảo mà bọn ngụy Sài Gòn chúng mày ấy làm mất vào tay coi như là Trung Quốc. Bây giờ chúng mày sang bên đấy, chúng mày dạ mồm cái gì? Hả? Mà toàn mấy thằng ngu xuẩn, toàn xúi những người dân Việt Nam coi như không hiểu biết gì. Mẹ cái thằng Kiên Giang kia, bây giờ Việt Nam xuất khẩu về những hàng nông sản sang bên đó là 95%, nhập về cỡ khoảng 3-4-5% thôi. Thằng ngu ạ. Mẹ chúng mày ăn những cái cá tôm rau dợ tất cả thứ, hiện nay đổ một miệng mày ấy, là đồ của Việt Nam hay đồ của Trung Quốc? Thằng ngu. Đúng rồi, những loại như mày ấy, thì ung thư đi. Mày có biết mà cái tỷ lệ ung thư của Việt Nam và tỷ lệ ung thư của Mỹ như thế nào không? Mày chờ thử đọc ở trong cái trang của tổ chức thế giới WHO thôi. U thì lại ung thư như thế nào? Chào xin chào chú. Rồi xin chào cháu. Đấy. Coi như một em bé, coi như là một em. Cháu xin chào tất cả mọi người. Chú cho cháu chửi thằng Kiên Giang tí. Rồi. Đấy, em bị thằng Kiên Giang kia lao động bằng sức thằng Kiên Giang kia mày mất dạy quá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Thằng Kiên Giang kia mày mất dạy lắm. Thằng Kiên Giang chả biết mày ăn cái gì mà mày mất dạy rồi. Làm cái nghề phản động. Cháu tức quá, cháu xem nó comment, cháu tức cháu xin lên để cháu chửi nó. Alo. Rồi, chú nghe, cháu có nói một chút đi. Cái thằng Kiên Giang kia mày mất dạy quá, mày chỉ chết mẹ đi. Mày làm cái nghề phản động thì ai trả tiền cho mày? Mày ăn tiền của cái bọn ba sọc đi mày sủa lung tung. Mày đi thằng mà Kiên Giang kia mày đi, mày giỏi thì mày sang Mỹ mà ở đi. Đừng có ở Việt Nam làm gì. Chả biết bao nhiêu tuổi, già thì tao cũng gọi mày vì mày mất dạy quá. Mấy cái thằng phản động trong nước mất dạy, không chịu lo làm ăn, đi chửi lung tung nói bậy với bạn. Sao cái nay mà còn bây giờ các bạn điên. Nghe cái lời mà em Phúc em quý ấy, thì em mới nói em là cái người mà hiện nay em bị tật nguyền, em lao động bằng sức lao động của em ấy đấy. Em đang làm ở một cái cơ sở đấm bóp massage, giữ gìn sức khỏe cho mọi người đúng không? Người ta sẽ sống bằng cái sức lao động của người ta, dù có bị tật nguyền đi chăng nữa
nhà nước cũng hỗ trợ em đó, nhưng em ấy vẫn cứ lao động theo cái sức của mình đấy. Mẹ cái những cái thằng mà coi như thích ăn không ngồi rồi, hãy nhìn cái gương đó. Anh thôi rồi, chú rất cảm ơn cháu nhá. Vâng, cháu xin, cháu xin chào mọi người. Rồi, xin chào cháu. Đấy, cái thằng Kiên Giang hãy mà mày là kỹ sư điện toán á. Đấy chưa? Mày hãy học tập những cái em đó. Rồi anh Nhân mời Dũng ơi, Dũng ơi. Trông ra. Rồi. Vâng. Rồi xin chào Dũng. Này nói lại. Ôi, xin chào anh Bằng và mọi người trên diễn đàn. Hôm nay nó coi như sáng ngày xem cái clip của anh ở nhà, tôi tin chắc rằng nó không xảy ra nên tôi cũng không ra đường làm gì. Vì tất cả sự kêu gọi của chúng nó là người ta bảo muốn đánh địch thì phải biết lòng địch. Đấy, muốn kêu gạo cái gì thì phải có gì, phải biết được rõ cái lòng người dân ở trong nước người ta như thế nào ấy kêu. Năm ngoái ngày 10 tháng 6 xảy ra một số cái hiện tượng biểu tình ở các cơ sở. Thì mục đích chính là khi chúng nó kêu gọi được là hồi đó, anh Bằng hiểu chưa, nó còn có xảy ra một số cái trường hợp phản động. Sau khi được kêu gạo rồi được các tổ chức là đưa sang, về sau một số thằng được đưa sang Hoa Kỳ. Mà tất cả những cái thằng phản động trong nước kêu gào theo, một là vì tiền sinh sống trong ngày. Rồi, hai là mục đích chính của chúng nó là muốn sang Mỹ. Thực ra cuộc sống Mỹ thì là tốt thật. Thế nhưng mà để được sang Mỹ, chúng những cái nữa phản động nó không hiểu được là luật pháp Mỹ như thế nào để trở thành tị nạn. Đấy. Thế nên là mọi người cứ ùa theo, tưởng rồi sẽ được hưởng. Thế nhưng anh Bằng nên nhớ là cách đây khoảng độ một tuần, trên thông tin mạng có một cái bài báo mà có một thằng cha hình như là nó cũng ở Nghệ An. Nó cũng đi biểu tình và cũng đi chống đối nhà nước. Sau đó nó vượt biên từ sang Lào. Sang Lào xong đó nó sang Thái. Sang Thái xong bắt đầu nó sang Cuba. Cuba thì vào Mexico. Mexico bắt đầu nó theo một cái đường dây dẫn dắt là nó vào được bang New Mexico của Mỹ để nó vào tù. Để nó đợi xin cái tị nạn chính trị. Anh em Bằng đọc được cái bài báo ấy chưa? Rồi, em cứ nói nhé. Không, em đang nói chuyện là cái mục đích chính của bài phản để cho những người, để cho những người phản động biết. Đấy. Thế là bây giờ thì tòa bác đơn không cho phép vì không đủ căn cứ để có cái quy chuẩn tị nạn ở Mỹ. Đấy. Còn những ai mà muốn mà đi theo cái đóa hồ hào mà mục đích chính muốn sang tự do, ảo tưởng để làm ấy, mà trước hết đi biểu tình đi rồi vào tù 5-7 năm, án thì ít nhất là 5 năm, sau đó thì ra xem có cái tổ chức nào không, nó tài trợ không. Đấy. Cứ thoải mái thôi. Đấy. Thế nên là giờ mọi người trong nước nên nhớ đừng bao giờ nghe chúng nó. Một là làm quá trớn thì vi phạm luật pháp, bị bắt vào tù mà trả giá cho những cái thời gian ở tù Việt Nam có xứng đáng để sang Mỹ không? Vì sang Mỹ hoặc là sang bất kể một nước tư bản nào cũng phải lao động. Đấy. Để mà có một cái quy chế tị nạn, ít nhất anh phải là được, anh đã phải vi phạm vào pháp luật và được truy tố. Ít nhất anh phải được truy tố. Anh bị truy tố, chứ anh trốn đi bất kể nơi nào, anh mà chưa có cái bản án truy tố thì anh cũng không nằm được vào cái quy chế xin tị nạn chính trị. Đấy. Mà đã truy tố ở nhà nước nào, bất kể nơi nào thì là đi tù. Đấy. Thế nên các bạn đừng ảo tưởng cứ ra đường xong bắt đầu làm lãnh đạo rồi bắt đầu lẩn trốn được mà chưa bị truy tố pháp luật, chưa bị thế nào rồi cuối cùng cũng được sang Mỹ, mà các bạn quá ảo tưởng. Đấy. Điển hình đấy, cái ông ấy giờ bang bị trục xuất đấy, tòa án bang California là coi như là tuyên bố là không được hưởng quy chế tị nạn chính trị, trục xuất về nước, ngày 30 tháng 8 sẽ trục xuất về nước. Trục xuất về nước, nhưng liệu Việt Nam có nhận hay không? 3 lần mời lên không được. Thế nên là cái mục đích chính của những kẻ phản động trong nước mà những kẻ bên ngoài nó chưa biết lòng dân. Đấy. Còn những cái kẻ nào ngu si đi theo cái lời kêu gào của chúng nó để biểu tình ấy mà, thì kết quả cuối cùng cũng nếu làm căng mà được vào tù
may ra được vào tù hưởng 5 đến 15 năm ngồi tù. Sau đó thì may ra có một tổ chức nào đó là nó đưa sang thôi. Còn nếu các bạn chưa ngồi tù mà các bạn trốn đi bất kể con đường nào sang Mỹ hoặc là sang các nước tư bản, các xin tị nạn, thì các bạn không bao giờ được hưởng cái quy chế tị nạn. Vì các bạn đã bị chi yếu tố đâu. Cái điều cơ bản của người bị đàn áp chính trị là đã được nhà cầm quyền cái nước đó xử án hoặc là bắt đầu truy tố pháp luật, vi phạm pháp luật, xử án. Trên cái quan điểm của anh đấy, người ta chỉ bảo vệ những cái người mà thực tế đã bị đàn áp. Đàn áp làm gì là phải đi tù đấy, phải đi tù đấy thì mới hưởng quy chế tị nạn. Đấy, bây giờ cái thằng cha đấy ở Nghệ An đi sang Lào, xong rồi sang Thái, xong từ sang Thái sang Cuba, từ Cuba sang Mexico, vượt biên qua đường bộ từ Mexico sang Mỹ xin quy chế tị nạn. Đấy, rồi cha thục, rồi cha nọ, cha kia gửi đơn sang đều bị bác bỏ hết. Tòa án quyết định, tòa án bằng kia quyết định là không chấp nhận quy chế tị nạn, trục xuất. Đến ngày 30 tháng 6 này sẽ trục xuất về nước. Vì sao? Nó mới có 3 lần giấy mời lên. Anh bằng hiểu chưa? 3 lần giấy mời lên thôi chứ chưa bị truy tố pháp luật. Thế nên là làm sao nó không được nằm trong cái quy chế đó. Đấy. Còn những ai còn muốn tiếp tục biểu tình nữa, theo lời chúng nó, cố gắng ra giữa đường cầm cái biển, tôi muốn đi tù 10 năm để sang Mỹ, ok, cứ thoải mái. Lúc đó các bạn đã đủ quy Nguyễn Thành Long, mày đó. Cay cú lắm hả? Hả? Nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước. Ví dụ chế độ cộng sản Việt Nam làm những điều tồi tệ thì tự nhân dân Việt Nam không mượn những thằng mua chúng mày. Nói đứng lên đây nói mày thì những người dân Việt Nam phải biết là toàn bộ một lũ ngu dốt đấy mà. Nó càng kêu gào bao nhiêu và mỗi một lần thất bại thì nó càng bị xuống giá bấy nhiêu. Và đến lúc nó sẽ bị tuyệt vong và diêu diệt. Anh ạ, về quân sự, hồi xưa Hoàng Cơ Minh, Mai Quốc Tý, Mai Văn Hạnh thì cũng bị diệt bằng cái thân xác. Bây giờ chúng nó chỉ còn mỗi cái cộng đồng mạng mà không cho nào để nó kêu gào. Tao nói về thằng Nguyễn Thành, thằng Long này, bây giờ mày muốn nói đéo cái gì, cái chuyện như chuyện của mày. Nhưng ông Tổng thống Trung, bây giờ ông ấy nói đời sống của những người dân Việt Nam hiện nay rất ổn định. Mày hiểu chưa? Còn chúng mày coi như là mẹ chúng mày cứ bới những cái mà coi như là cái vấn đề của Việt Nam nước nào cũng có hết đấy. Hiểu không? Bên Mỹ cũng có, anh, có nhiều. Anh Bằng, cho em nói câu. Bây giờ thôi, bỏ qua cái vấn đề biểu tình, bỏ qua vấn đề ngu dốt đi. Của ai những ngu dốt thì cứ tự nhận đeo cái biển ra giữa đường. Tôi muốn đi tù 10, 15 năm để tôi sang Mỹ, ok. Đấy, ai tự do thích thì cứ đi làm. Còn cái vấn đề chính nữa là anh nói vừa đến ông Chu, ông nói Việt Nam. Em nói thật là rất là tốt trong cái thời kỳ này. Đất nước Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam làm sao vận dụng được cái cơ chế mà theo cái chiều hướng của cái chính phủ Mỹ hiện tại mà người ta đã theo thì là mình hưởng rất tốt. Thế nhưng mà điều đó đặc biệt anh Bằng phải nên nhớ này, cái xã hội Mỹ ấy, là không bao giờ nó theo một cái đường lối chính trị, kinh tế, quan hệ ngoại giao nhất quán cả. Anh hiểu chưa? Mỗi một thời kỳ tổng thống, mỗi một đảng nó đều thay đổi một lúc nào đó. Nên chúng ta cũng không phải vì cái lời của ông Trump về vì những cái hiện tại xu hướng của các nước Mỹ mà chúng ta theo, chúng ta chỉ vận dụng nó thôi, nhưng chúng ta cũng phải luôn luôn đeo chừng. Ý anh muốn nói cho cái bọn mà ngu si đần độn biết là ông Trung cũng nhận xét về Việt Nam như thế đấy, đúng không? À bằng đúng là vì cái chính phủ do ông Trung như thế nào thì Việt Nam sẽ có cái đối sạch như thế, vì quyền lợi của Việt Nam, vì cái quyền lợi của chính phủ Mỹ hiện nay do ông Trung làm tổng thống, đúng không? Anh trước bằng trước ông Trung là người cao nhất là trong chính phủ Mỹ là tổng thống. Thế nhưng mà trước ông Trump cũng rất nhiều nghị sĩ đã từng phát biểu những cái câu tương tự như thế nhưng chưa trên thông tin đại chúng. Người Mỹ người ta nhận định được, cả dân Mỹ người ta nhận định được là cái cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ giành lại Việt Nam là cuộc chiến tồi tệ. Vì sao nó để lại 58.000 cái hòm, anh ạ, và hàng triệu binh sĩ Mỹ. Mang anh hiểu là 500.000 quân thường trực của Mỹ ở Việt Nam, thế nhưng mà nó có tới 2 triệu người quân Mỹ có mặt tại Việt Nam vì nó có luân chuyển. Anh, hội Mỹ là nó đi một năm rồi mà nó về luân chuyển. Kể cả quân sĩ nó xảy ra tới anh mà bây giờ còn hơn 1 triệu, biết bao nhiêu người
bị cái tinh thần coi như hội chứng Việt Nam ở nước Mỹ, người ta thấy tồi tệ. Cái đó là nhiều người Mỹ biết chứ không phải ông Trump. Mà ông Trump chỉ là đại diện người cao nhất nói lên thôi. Nhưng mà chúng nó cố tình không biết, chúng nó cố tình xuyên tạc, chứ không phải là lời nói ông Trump là người đầu tiên. Nhưng ông Trump chỉ là đại diện người cao nhất của một chính phủ thôi. Trước ông Kennedy, ông Kenji, ông McKinley đều là xác định là cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh tồi tệ của nước Mỹ. Mà thực tế ra nó là tồi tệ thực sự. Vì sao? Muốn nói gì cuộc chiến tranh gì, nếu hạnh phúc, nếu tốt thì nó phải đi đến cái thắng lợi. Nước Mỹ để lại 58.000 cái hòm, để lại 2 hàng triệu hội chứng chiến tranh Việt Nam tại nước Mỹ còn đang tồn tại. Để lại cái gì? Để lại cái sự nhục nhã của nước Mỹ. Trước năm 1973 là một cường quốc được quyền phân chia, có tiếng nói phân chia nước Đức làm hai, rồi có ý định phân chia nước Nhật làm ba nữa. Anh công nhận không? Thế mà cuối cùng vẫn bị đánh bại tại Việt Nam. Cái nhục của người Mỹ không bao giờ rửa hết. Đấy. Về chính sách. Đấy. Còn nói là các bạn. Đấy. Còn em nói là, đấy em nói là cái chính sách của nước Mỹ không bao giờ nhất quán. Mỗi một thời kỳ tổng thống, mỗi một đảng lãnh đạo nó đều có một cái thiên hướng, có khi trái. Em cứ nói cho một phút anh đi đấy, tay nghe nhé. Vâng. Còn tôi nói cho anh em bà trên diễn đàn, tất cả những cái kêu gọi biểu tình các thứ là một lũ đó, là nó sống vào cái công năng ảo này để nó lừa đảo bà con ở bên Việt Kiều đóng góp cho nó 20-30 đô hoặc 100 đô nó gây quỹ. Đấy, nhiều thì 100 đô, rồi dần dần nó gây quỹ để nó tiêu pha, rồi nó chi vào những cái việc của bản thân chúng nó. Đấy, nên là chúng ta cũng không đừng nghe theo chúng nó. Còn em mới nên em chỉ nói thôi để về vấn đề chúng nó kêu gọi biểu tình. Thế em nói bây giờ còn nãy giờ chúng mày muốn kêu gọi biểu tình như thằng Benny Thái, Tân Thái mà. Chúng mày phải hiểu rõ cái bản chất của người Việt Nam. Người Việt Nam rất tốt, tuy nhiên rất yêu nước. Ngược lại người Việt Nam cũng rất tính, có tính rất xấu. Bản thân mình cũng rất là xấu, có cái tính rất xấu. Nên bây giờ nhất là cái xã hội kinh tế thị trường này, người ta chỉ biết làm sao xã hội, làm sao chính phủ tạo được một cái bình yên, một cái coi như độc lập và bình yên để người ta lao động và người ta kiếm 300-500 hoặc là triệu một ngày. Thế chúng mày muốn biểu tình ấy mà, xin lỗi chúng mày dồn vào đây mới nhất là 1 tỷ đô nhá. Tỷ đô thì giải quyết trong được 2 ngày. Giờ công lao động thấp nhất là 300.000 một ngày, ở bất kể đâu cũng là 300.000 một ngày. Thế chúng mày phải nhân lên gấp 3, tức là mỗi người được 1 triệu. Mà chúng mày như nói thằng Ben đi Thái, thằng Tân Thái qua nói là 80% sẽ xuống đường. Chúng mày nhân chúng mày nhân với 80% với 1 triệu đi, chúng mày mới giải quyết được một ngày nhá. Mà một chính phủ nhá, một chính phủ, một nền thể chế một ngày không thể lật đổ được. Tao nói chúng mày biết, một ngày chúng mày chi phí ít nhất 1 tỷ đô. Chúng mày mang 1 tỷ đô về đây, tao đại diện đứng lên, tao xin lỗi mày nếu chúng mày có 1 tỷ đô chúng mày mang về đây. Còn đừng bao giờ chúng mày nói mồm võ mồm vừa như Tân Thái, Benny Trương ạ, và những thằng phản động ạ. Người Việt Nam có tính rất xấu, ta không bác bỏ. Người ta chỉ cần đấy, những người làm cao thì vì đấy quốc gia, còn những người lao động bình thường, người ta chỉ có mục đích chính là sống. Sống là gì? Sống là cần tiền. Đấy, giờ chúng mày muốn người ta nghỉ lao động 300.000 một ngày, chúng mày đưa lên gấp 3 lần, 1 triệu. Chúng mày mang 1 tỷ đô về đây một ngày, 2 ngày 2 tỷ, 3 ngày 3 tỷ, chúng mày sẽ thành công. Tao dám khẳng định chúng mày thành công, nếu chúng mày có 1 tỷ đô mang về đây. Đấy, đấy là cái chuyện thực tế. Còn võ mồm như chúng mày không giải quyết vấn đề gì đâu. Nó nói cho chúng mày biết vậy. 44 năm rồi, thằng Hoàng Cơ Minh cũng chết, trục xác, thằng Mai Quốc Tý cũng chết, thằng Mai Văn Hạnh cũng chết, Lê Quốc Tín chết. Đến đợi chúng mày võ mồm nữa giải quyết vấn đề gì. Đấy. Nên là nhất là thực tế chúng mày phải nhìn vào người Việt Nam. Ngay cả bên Mỹ cũng vậy.
ta không nói riêng người Việt Nam, mục đích chính của con người là xiền. Xiền để làm gì? Để sinh sống. Người ta sẵn sàng ra đường, nhưng người ta sẽ làm nếu chúng mày trả gấp 3 lần cái công lao động của người ta. Ok, rất nhiều người theo, thì tao không phạt bác. Nếu chúng mày có tiền, nhiều người theo, nhưng chúng mày võ mồm không giải quyết vấn đề gì. Đấy. Vì hai là tiềm lực của chúng mày có thế thế rồi. Vì hai là cái ngu của chúng mày ấy này. Tất cả những người phản động, bên A Quy, bên Nguyễn Tái, Hùng Nân, rồi khen ngợi thằng Đào Minh Quân, chúng mày không có một học thức. Đấy. Từ xưa nay thằng Đào Minh Quân nó chả làm được cái gì, nó bảo nó kiện được 36.000 tỷ đô. Chúng mày biết không, cả cái đất nước Mỹ bây giờ nợ có 22.000 tỷ đô mà trước bao nhiêu thập kỷ, thì chúng mày lấy đâu ra 36.000 đô? Rồi, ok Dũng. Chúng... thì hiện nay có anh John, anh muốn lên tham gia diễn đàn thì vâng, lên chào anh. Rồi, ok, sẽ cảm ơn Dũng nhé. Anh John chờ, anh Cầm chờ một chút. Em mời John xong rồi em sẽ mời anh Cầm. Anh Cầm hiện nay cũng chưa có camera. Rồi, xin chào John. Quá rực rỡ. Chào anh, chào các anh chị. Có cái áo quá rực rỡ. Nghe cái anh chàng nãy nói chuyện buồn cười quá, cười cái coi, ha 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 ha, đủ má mấy thằng ra lồn làm cái đéo gì mà có 1 tỷ đô la, 1 tỷ tiền Việt Nam nó còn chưa nói nữa mà đi 1 tỷ đô la, hơi đâu mà không nghe mấy thằng cọc lồn này đủ má biểu tình, mấy cho đã, tỉnh thoái với mày trường này mày thích tất chưa, mày học máu chức mẹ tụi bay chưa, tụi bay thấy dân Việt Nam nó đủ ngu giống như tụi bay đâu, hôm qua nó thề thốt dữ lắm mà, hả Tân Thái? Đù má hôm qua là thề dữ vậy ta. Trời ơi, đù má phải 80%, kỳ này 80% người dân nó phải xuống đường. Kỳ này cộng sản là sẽ này cái nọ. Úi giời ơi. Rút cuộc ra cộng sản không có làm gì hết. Không có đó. Cộng sản nó biết dân nó khôn chết mẹ luôn. Nó đâu có muốn bị ăn đòn. Sao mà anh rực rỡ bằng cái áo em được? Thấy không? Sao rực rỡ bằng áo em được? Đúng cái thời buổi này nè mấy con. Thời buổi này mấy con. Mấy con tỉnh lại đi, đụ má đừng có điên nữa. Điên mà ngu mà để cho đụ má giống như thú vậy, để cho thiên hạ chửi chết con đĩ mẹ tụi bay luôn. Từ thằng con nít nó đi chăn trâu, nó cũng biết nữa chứ không phải nó ngu giống như tụi bay. Tự nhiên xúi tao xuống đường à, đụ má mày xuống đường làm con mẹ gì được. Hả? Đụ thứ hai, sáng thứ hai, ra 10 tay được bà con phải xuống đường này nọ. Ê mà sao ta thấy mà nghe thề thốt dữ lắm mà, chắc tối nay tụi bay cũng tức ói máu dữ lắm nè. Để coi bên Mỹ giờ mấy giờ rồi. Bên Mỹ giờ cũng 8 giờ mấy, gần 9 giờ đêm mà bên Bắc Cali á. Không có thấy ai mà xuống đường không? Trời ơi, tức quá Từng Thái ơi. Kỳ này chắc đầu má cưới Từng tới đây xuống lát là gác, chắc là xuống nó làm manicure, chắc là dỗ lên đầu mày chết mẹ mày quá. Đủ má ngu mà đặt đủ má tỏ ra thông minh. À, chúng ta là phải xuống đường, chúng ta là phải làm hết cho những cái gì cho cộng sản nó sẽ nó biết là dân ta rồi. Chúng ta phải cần đa đảng. Đó. Ngày xưa đó cái thời ông Diệm nó đa đảng, lúc cuộc sao đủ má chết mà bị thằng Mỹ nó ám sát cho chết đủ. Bây này mình nói với John này, coi như sáng này mình đã ra cái khu vực nhà thờ Đức Bà, cái thứ mình quay thì không có biểu tình, giờ chúng nó lại bảo là hiện nay đang biểu tình ở công viên Hoàng Văn Thụ, nó đưa hình ảnh lên thì té ra đó là hình ảnh của mùng 10 tháng 6 năm ngoái ở khu vực coi như là bưu điện thành phố, hiểu không? Cái chúng nó lừa đảo một cách kinh khủng. Em nói anh là với mấy anh chị Việt Nam nè, thời buổi này người ta dùng cái đầu đi, tụi nó là chuyên môn dùng cái đít, tụi cái mỏ. Anh thấy cái mỏ là thằng Tân Thái với bên đây chưa? Thằng ấy thì chột, một thằng ấy thì cái miệng cứ giật nói chuyện cứ giật. Ở bên Mỹ người ta nói anh mấy thằng đó, anh biết là gì không? Nó gọi là những thằng retard á, thằng mà nó hơi mà nó còn nửa, nó gọi là thằng mấy thằng nửa mùa đó, nó hơi mà khùng cũng không khùng mà tỉnh không ra tỉnh đó. Bởi vậy đụng mấy lúc nào cũng vậy đây. Hôm nay là chương trình mở dân trí, mở cho dân 96 triệu dân, 96 cái lồn má mày ở Tân Thái. Đủ má mày dân ở bên Việt Nam, người ta có bao ngu giống như tụi bay đâu. Cứ hở cả lên là phải đa đảng. Giống như nãy em thấy có thằng chó, hôm qua em thấy có thằng chó nào ấy, mà bận quá em không lên được. Trên anh á, cứ la là đa đảng để cho đảng bây giờ hà hiếp dân. Đảng bây giờ hà hiếp dân. Đúng rồi, hà hiếp dân lắm, hà hiếp cho dân nó khổ quá, nó sướng quá hả?
Bây giờ hỏi anh nè, giống như cái anh hồi nãy anh nói á, dân á, nó đi làm một ngày nữa 300 ngàn là equal với lại 15 đô đúng không anh? Hiện bây giờ một thằng Mỹ á, một bên nước Mỹ, sát bên nước Mỹ á, một ngày nó đi làm được có 8 đô la, anh biết chuyện đó không? Một ngày chỉ được 8 đô la thôi. Tại sao tụi bay không có biết so sánh mà đậu mà so sánh cái đồng lương của thằng Mỹ mà nó sát bên thằng Mỹ á, chỉ có 8 đô la mà thằng Việt Nam nó được tới một, thằng Việt Nam nó mới được 15 đô, nó hơn thằng Mỹ được tới 5 đô la, 7 đô la. Mà tụi bay đéo biết cầm cái mỏ lồn tụi bay lại. Mà lúc nào tụi bay cũng sủa, đa đảng nè, à phải xuống đi đưa xuống biểu tình nè, biểu tình với con mẹ tụi bay. Rồi á, cái nữa, là cái bây giờ á, mấy thằng ba sọc lồn coi nè. Hôm qua tao lên tao Google lên trên á, ủa sao giờ có cờ đỏ sao vàng á trên Liên Hợp Quốc, hay Liên Hợp Quốc người ta. Tao đéo thấy cái cờ ba sọc lồn đâu hết ta. Em kiếm Google hôm qua em cũng kiếm bể cái phone luôn cũng chả thấy được mà cái ba sọc lồn thôi, thấy cờ đỏ sao vàng giờ không? Bởi vậy giờ mình phải đi in mớ áo như nè. In mớ áo về mặc chơi vậy đó. Đó, mình ra mình biết mình quảng cáo cờ đỏ sao vàng giờ cờ Việt Nam rực rỡ, hiểu không? Em hồi sáng giờ em cũng đi chợ đồ này nọ, mới vừa mặc giặt xong rồi mặc lại đó, đi vòng vòng vòng. Sao ai nói gì vậy ta? Sao luôn hồi xưa đó anh. Lúc nào cũng vậy á. Ở Bắc Cali hay Nam Cali gì mấy thằng chó đẻ nó lên cho được. Tụi bay á, mặt cờ này là cờ máu, mày xuống dưới đây, xuống khu này là không được nha. Mày á là không được mặt cờ này, cái đây cấm, cái kia cấm. Bây giờ người ta biết hết rồi mấy thằng chó đẻ ơi. Đừng có gạt người ta nữa nha. Đâu má an phận thủ thừa đi. Biết vậy dân Mỹ á, bên nước Mỹ người ta biết hết cái mấy cái mỏ lồn tụi bay rồi. Chính ra tụi bay hở một cái á, tụi bay cứ nói là hả tụi bay thưa những người cộng sản. Cỡ cái la là cộng sản nằm vùng, cứ những người nào mà Việt kiều bên nước Mỹ này nói đúng về á, sự thật ở bên nước Mỹ này là tụi bay nói dốc, người ta phê phản biện là tụi bay, cái tụi bay nói là bưng bô cộng sản. Nhưng mà thiệt ra hiện bây giờ á, cộng sản không phải là cộng sản nữa, cộng sản với Mỹ đó là liên minh với nhau. Thì dần dần á, những cái mỏ lồn tụi bay á, từ đây, từ cái ngày hôm nay nè, từ ngày hôm nay là ngày 11, là ngày 10 tây tháng 10 nè, 10 tháng 10 nè, 10 tháng 6 là 9 tây tháng 10, dạ, yeah. 10 tây tháng 6 này nè, là mấy cái mỏ lồn từ thằng Benny Thái, Benny Trương, Tân Thái, Lisa Phạm, Đông Tà, rồi mấy thằng chó đẻ nào á, ta không có, coi như mấy cái mỏ lồn tụi bay, cái mỏ lồn mà tụi bay lên, mà tụi bay chia cái mỏ lồn mà lên á, là tao chửi chết mẹ tụi bay hết. Tự hiện bây giờ Việt Nam mình là vô Liên Hợp Quốc rồi. Nếu mà tụi bay cứ chửi đó là cái gọi là cái rồi tụi bay cứ chửi á, tụi bay nói á là đi về chống đối cộng sản, là tụi bay chống đối thẳng nước Mỹ đó mấy thằng chó đẻ. Là lúc đó đó tao sẽ tự tao lập hồ sơ tao đưa cho FBI ấy, chứ khỏi tụi bay lập hồ sơ tụi tao nữa. Nghe chưa? Mấy lũ chó đẻ tụi bay á, cầm cái mỏ lồn tụi bay lại hết đi, đừng có sủa như chó nữa. Ở nhà đụ má, cái bản thân mình nó chưa lo xong cái bản thân mình mà tối ngày cứ đi sủa về, cứ hở một cái là phải lo cho dân Việt Nam. Chúng ta đưa lên đây, chúng ta đấu tranh cho dân Việt Nam. Khỏi cần, đụ má cái bản thân tụi bay cứ đầu tháng cứ lo nhận tiền qua phe đi. Chưa có lo được bản thân mình, cứ mỗi lần cứ đợi chết mẹ là hết tiền đụ má đi đóng tiền bảo hiểm, hết tiền này tiền nọ rồi. Lo cái bản thân mình chưa xong, cái đụ má nhảy đi ăn cơm hết ngoài đường, làm được cái quần què gì. Đó, tao chỉ chửi cho tụi bay sáng mắt như vậy thôi. Mà cứ ngày nào chửi đi, từ đây trở đi mà tao cứ thấy thằng chó đẻ nào mà lên nữa là tao chửi chết con đĩ mẹ đó. Bây giờ tao để cho ông cầm cũng lên ông chửi, chứ thôi vợ ông chửi ổng ok. Thôi em xin chào, xin xuống. Rồi. Bye các anh chị. Bye bye John, cảm ơn John. Anh cầm, anh gửi lời mời đi. Hiện nay anh không có camera. Mạng internet ở bên Mỹ yếu quá. Mẹ bố cái thằng Kiên Giang kia. Bây giờ Việt Nam nhập vào tàu. Mẹ, mày không biết cái câu coi như là không có gì quý hơn độc lập tự do à, đúng không? Thà hy sinh tất cả chứ không bao giờ chịu làm nô lệ, không bao giờ chịu mất nước. Thằng ngu à, mày nhớ chưa? Rồi, em xin chào anh Cầm.
Hello, chào bạn Nguyễn, chào mọi người. Hồi sáng giờ đất nước ở Việt Nam mình bình yên hả? Không có gì phải không? Tao chỉ nói cho cái thằng Kiên Giang chứ cái thằng gì đó, thằng Long Long gì đó, tao mới coi nó comment nãy giờ thấy cũng hơi bực. Tao có bực ở đây có nghĩa là tụi bay không hiểu được, tụi bay hay có một cái lý luận rất ư là càng. Tao nói tụi bay nghe cái chỗ này chút xíu nè. Mày phải hiểu rằng khi đất nước mà không được lòng dân thì họ mới đi biểu tình. Tao nói gì tụi bay đúng không? Có nghĩa là khi đất nước không có được lòng dân thì người ta mới phản ứng, người ta mới đi biểu tình này biểu tình kia. Tao nhắc lại cái sự kiện ngày hôm qua tức là buổi sáng nay phải không tao? Tao không buổi sáng bên Mỹ là tối hôm qua, hôm qua chắc là sáng hôm qua thì tao mới thấy có cái điều gì nào. Cái ở ngoài cái chỗ ngoài Hà Nội, tao thực tình thì tao cũng không biết Hà Nội, tao đâu có đi ra ngoài tao biết được mộng có gì vậy. Ngày hôm qua thì ở ngoài Hà Nội ngay cái tượng đài Lý Thái Tổ nó có tổ chức một cái buổi lễ mà để ra quân coi như là thu nhặt rác, phế thải về bài trừ cái vấn đề mà xài bao ni lông, có nghĩa là không phải xài bao ni lông mà xài những cái vật dụng mà để mà dễ tiêu hủy, để mà giống như Mỹ vậy đó. Mà họ lại mấy học sinh viên các người đó đi vào để mà bán những cái thực phẩm sạch không có ô nhiễm, với lại những bài trừ những cái, thì bất ngờ ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông xuống ngay tại đó, mà ông đi lon ton, ông đi tỉnh bơ, ông đi xuống dưới thì có người dân nè, có học sinh nè, có sinh viên nè, bu lại xin chụp hình chung này kia. Mày có thấy một cái đất nước nào mà thủ tướng chính phủ vô mà đụng á, không có bảo vệ, không có con mẹ trên trời đi bình trần thân tuổi đi vào đám đông như thường. Ở Mỹ dám làm vậy không? Ở Mỹ đụng mà tổng thống hoặc là thủ tướng chính phủ hay là ông phó nói đâu xa, nói thí dụ như là ông phó tổng thống đi xuống tới dân hiện tình, đi xuống dân đụng má là còi bảo vệ này, cảnh vệ này, súng ống này, máy bay này, đủ, thậm chí nó ngăn đường cản lối đủ, không cho ông tới gần người nào ông muốn gặp thì đủ nó mới được quyền gặp thôi, ngoài ra là dẹp hết. Cái sự bảo vệ của an toàn của cái nguyên thủ quốc gia nó lớn cỡ đó ở bên Mỹ này. Còn ngược lại ở bên Việt Nam đủ, mà ông xuống giống kiểu như ông đi xuống nhà dân, ông xuống nhà của ông vậy, người dân với ông không có cái sự phân biệt giai cấp, có nghĩa là nó không ngang bằng. Thì tao hỏi mày có một cái đất nước nào như vậy hay là không? Tao thấy đủ, hầu như ở đất nước chỉ có Việt Nam thôi, chứ ngoài ra không có một cái đất nước nào như vậy cả. Nói như vậy để mày hiểu rằng cái người dân không có khoảng cách với những người chức cao trọng vọng. Ông xuống mà rõ ràng mày coi lại quy clip của thằng Trần Siêu hay là Long Thủy gì, nó quay, nó vô tình nó livestream, mà tự nhiên ông bước vô nó cũng bức, nó cũng hết hồn luôn. Có nghĩa nó cũng không biết ông xuống luôn, đó. Nói như vậy để cho mày hiểu rằng cái sự tin tưởng của người dân đối với cái chế độ hiện giờ đang là không phải nói, không cần phải bàn cãi nữa. Tình ra không bao giờ, 1000 năm nữa mày kêu gào cho bể con hồng đi thì cũng vậy thôi à. Thì bởi vì những cái thằng bất tài vô dụng như mày mới không có làm được. Mày Kiên Giang tao đã chỉ cho mày một lần rồi, tao đã nói cho mày một lần rồi. Tao không chửi nha, nhưng mà tao nói cái điều để cho mày hiểu rằng mày nên đi làm và phải tận dụng cái đầu óc sáng kiến này ra để kiếm tiền đi, đừng có ngồi đó mà chửi bới bậy bạ đó. Bằng chứng cụ thể mày đã, tao đã dẫn chứng cho rồi, người dân không đồng tình khi chúng mày kêu gọi. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là tao nói cho mày nghe, ở Việt Nam một người thủ tướng chính phủ lãnh đạo cả một quốc gia mà đi xuống với người dân rất ư bình thường, không sợ bị ám sát, không sợ bất cứ một cái gì cả. Mày thử đi bên Pháp, bên Anh, bên Mỹ đi, đụng mà nó bắn vào đụng sọ, nó ám sát, nó đụng là cho tôi tiêu tùng. Cái đó không nói lên, cái đó cũng là chuyện nhỏ. Có chuyện nước ngoài, thủ tướng Canada qua đây còn phải đi chạy bộ ngoài thể thao ở ngoài bờ hồ, rồi thủ tướng của Afghanistan còn rồi đi qua uống cà phê góc, cà phê cốc ở ngoài phố. Thì tao hỏi mày, cái đất nước nó yên bình, nó hạnh phúc cỡ như vậy thì tụi bay nghĩa địa gì? Tụi bay không có làm được con mẹ đâu. Bởi vì sao? Nó yên bình là bởi người dân họ quý trọng cái hạnh phúc của họ. Mày, tao nói gì mày hiểu không? Và như vậy thì tụi bay giống như kiểu như người dân trong nước đó, mà gọi như tụi bay giống như kiểu như ruồi muỗi thôi à, chứ không có làm cái con người. Mày hiểu tao nói chưa?
mày cứ so sánh đi, nếu mà nói mày không tin tao thì mày cứ so sánh trên lãnh tụ của các nước đi tới đâu như thế nào, mày phải hiểu gì đó, người ta bảo vệ như thế nào, thậm chí cái ông Đức Giáo Hoàng đi còn phải đi trong rồng kiến nữa. Đủ đéo dám đi ở ngoài, đem đi ở ngoài nó bắn dở sọ. Mà thậm chí cái thằng cha mà thủ tướng của Canada đó, đủ mà ở nước của nó cũng đéo dám đi kiểu đó nữa. Mà nó qua Việt Nam mới đi chạy bộ ngoài bờ hồ. Mày nghĩ sao vậy? Tao nói vậy cho mày hiểu chưa? Tao không có chửi nha. Trời ơi, nó hỏi tao có ở trong nước không mày biết nè. Tao không ở trong nước, nhưng mà mẹ tao ở trong nước, cháu tao ở trong nước, vì cô bác chú bác ở trong nước. Đâu có mày nói chuyện gì kỳ vậy? Tao nói thời buổi này là thời buổi của 4.0 và sắp sửa lên 5.0 rồi. Mày làm quá như là đủ mấy cái thời cổ đại vậy. Đủ má, chỉ tao ra mày để mình đủ người dân ở Việt Nam nói vậy để đủ hiểu là, nhưng mày trốn chưa? Người ta chỉ coi mày như là con kiến, thì thực chất không có là cái gì cả. Tao nói một cái, ngay ở đây bây giờ thời điểm này Việt Nam là một đất nước hạnh phúc rất là vô cùng. Quên ra coi cái này mà tao nói cho mày nghe. Nếu mà tụi bay ở Việt Nam, tụi bay coi TV, tụi bay có bao giờ tụi bay coi cái chương trình Như Chưa Hề Cuốc Cuộc Chia Ly chưa? Tao cũng chưa thấy cái đất nước nào có cái chương trình đó cả, mà chỉ có Việt Nam mới có thôi. Một cái chương trình đầy tính nhân văn. Có nghĩa là khi họ trong chiến tranh á, họ thất lạc người thân, mà mấy chục năm sau cái chương trình này rất là miễn phí hoàn toàn, không lấy được bằng nào cả. Anh chỉ cần nộp đơn vô, người ta đi tìm kiếm, nhưng mà đây ta đang coi nè, đó mà thấy có cái đức nào mà có nhân cái tính nhân văn mà đi vậy chưa hả? Mày coi kỹ đi, có rất nhiều người rất ưa trong thời gian chiến tranh thất lạc. Rồi thất lạc là cô, bác, dì, chú, anh, chị, em, thậm chí cha, mẹ. Vì chiến tranh cho nên họ không còn biết nhau nữa. Mà sao nhờ cái chương trình này người ta đi kiếm được nhau. Thậm chí có nhiều người trâu giặc qua Mỹ họ cũng kiếm được luôn. Rồi, tao chỉ lên, tao chỉ nói những cái ý kiến. Và tao chỉ hỏi thăm tụi bay ở Việt Nam có biểu tình hay là không. Để chứng tỏ tụi bay hiểu rằng cái lời nói của tụi bay, nhân dân Việt Nam không bao giờ bỏ vào lỗ tai cho giờ thùng rác. Đấy tụi bay hiểu. Và hiện giờ đất nước Việt Nam đang thăng tiến mỗi ngày mỗi lên. Hiện nay hiện giờ ở trên Liên Hiệp Quốc, cao quỹ Hiên Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã là ứng cử viên, đã là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thường trực. Nói như vậy tụi bay hiểu rồi. Tụi bay thực dẫn rồi. Kiến mà con còn nhỏ con kiến nữa. Việt Nam hiện giờ đang ở một cái tầm cao mới rồi. Thì ra tôi thấy tụi bay ta lắc đầu, tao ngán ngẩm. Thằng Nguyễn Thành Long, mày viết chữ Việt thì mày phải viết có dấu vào. Đấy nhá. Ngu si đần độn mà cứ còn. Trời ơi, mệt quá. Mà có thích thì đây. Lên đây tranh luận với tao về. Tao chỉ dẫn chứng một cách. Tao nói cho tụi bay nghe. Tao chỉ lấy cái cụ thể dẫn chứng một sự việc đã xảy ra và tao đưa đó. Tụi bay hiểu cho tụi bay. Bởi cái đầu óc tụi bay mà lý luận về chính trị thì hầu như tụi bay không có hiểu được. Bởi đối với tụi bay còn thấp quá. Bởi vì tao mới lấy một cái sự việc cụ thể. Tôi lấy một công vị thủ tướng đi xuống dân để chứng tỏ tôi mới hiểu là cái trình độ hạnh phúc của người dân như thế nào, một cái đất nước đó như được như vậy là như thế nào thôi. Còn bây giờ phải đi lý luận chính trị tôi bay hả? Tôi bay có xứng tầm với tao không? Khó. Tao đã ví dụ một cách ư là nhỏ nhặt nhất để mà tôi chứng minh cho tôi bay hiểu cái điều đó là cái điều hạnh phúc, mà tôi cũng không hiểu nữa. Vậy thế thì tôi bay nói chuyện làm cái gì? Tao làm sao tao không? Mày nhớ kỹ, tao ở bên Mỹ thiệt, nhưng bà con của tao, cháu chắc tao vẫn còn bên Việt Nam rất nhiều, cả hàng mấy trăm người. Người ta, tao chỉ cần nhắc cái phone tao gọi, ê sao mày khỏe không, là bác kêu chờ chừng nào chú về, khỏe không, đi nhậu với con. Lời nói không là tao biết người ta hành họ như thế nào rồi. Đâu có cần gì mà phải đợi về, phải ở mới được. Mà tao cũng muốn về, tao cũng sắp sửa về đó mày. Ôi, mệt quá. Bởi tao nói, tao dẫn chứng một cái cụ thể mà tụi nó cũng không hiểu nổi thì thôi. Bởi vì tao sợ nói cao xa quá, tụi nó không hiểu thì họ đã làm cái này. Tao nói rất ưa được. Tao giải thích một sự việc đã xảy ra ở Việt Nam để tụi bay hiểu, so sánh mà tụi bay cũng không hiểu được. Thì tụi bay dốt đặt cán mai quá, thì tụi bay làm sao mà tụi bay làm chính trị cho em đi. Đầu tiên, tụi bay phải tự lực cánh sinh, tụi bay lo hạnh phúc cho gia đình tụi bay trước, cho hạnh phúc cá nhân tụi bay trước. Xong rồi thì tụi bay mới nói chuyện người ta.
bản thân tụi bay thất nghiệp không có việc làm, đói lên đói xuống, nghèo thì rớt giá, mà lo ngồi nói chuyện toàn là chuyện trời không à, tào lao. Ok thì anh chỉ mấy lời nói vậy thôi, anh đi xuống để người khác lên. Vâng. Rồi. Cảm ơn anh. Vâng. Rồi, đang mời John, John đây. Rồi, xin chào John. Anh Bằng, chào các anh em lại. Mình chỉ nói hai mấy ít thôi là em có nói hai điều. Thằng Kiên Giang nè, thứ nhất là thằng Kiên Giang này nó ngu nè. Nó nói Việt Nam mình đang gia nhập với lại bên Trung Quốc. Hiện bây giờ quân đội, y tá, bác sĩ ở Việt Nam mình hiện đang ở bên Africa. Africa vậy là bên Trung Quốc hả? Cho đẻ, Kiên Giang. Đã nói mấy thằng bay á, ngu mà hay cái dở cái mỏ lồn lên. Dẹp cái thằng Kiên Giang qua một bên. Tự cái thằng này thằng ngu mà dốt lâu bền hay cãi. Bây giờ tới khuyên thằng Nguyễn Thành Long. Mày mới là thằng đậu má ngày xưa đéo có đi học. Thằng chó đẻ này mày ngu nè. Để tao nói cho mày nghe nè. Cái lý luận của mày anh Bằng anh nói cái đó là đúng. Rồi mày nói anh Bằng ngu không có đi học. Vậy á, Nguyễn Thành Long mày nghe nè. Cứ hở một cái ra là phải bưng bô ra. Bây giờ tao đi bưng bô nè. Tao nói ô ba sọc lồn tốt quá ha. À, Việt Nam Cộng Hòa tốt quá ha. Vậy là mày nói tao có thông minh hả, tao có đi học hả? Đủ con đĩ mẹ mày, mày là cái con cặc gì mà mày mày tụi, mà ổng cần phải so sánh cái có học hay không có học hả? Mày lên đây cái lũ tụi bay ra lên đây cứ hỏi một cái dân giàu nước mới mạnh, mà hiện bây giờ dân nó quá giàu, mày có được giống như những người dân Việt Nam hay không hả? Hay là cái bản lãnh mày, cái thằng Nguyễn Thành Long nè, một là tao không biết mày ở bên Mỹ hay bên Việt Nam. Nếu mà mày ở bên Mỹ thì tao nghĩ mày cũng là một trong những thằng mạt hạn thôi. Thứ nhất, tại vì cái avatar của mày không có hình ảnh, là một cái con người dối trá. Rồi mày đưa lên đây á, là chỉ có là mày đưa lên trên này. Mày đưa lên trên này, mày chỉ lên đây mày mạng ảo, mày lên đây mày chửi bậy để phá cái diễn đàn thôi. Còn mày kêu set up cái mỏ mày, ngó lại cái bản thân mày trước đi nha. Ngó lại cái bản thân của tụi bay đi. Tụi bay là những cái thằng á, tao không muốn lập cái chữ này, mà người ta nói là những thằng đu càng. Đu càng hiện bây giờ tụi bay đứng lên đến cái này, tụi bay nói là đấu tranh cho dân Việt Nam. Mà thiệt ra không phải tụi bay đi đấu tranh. Mà tụi bay làm gì biết không? Tụi bay mua kinh doanh về chính trị. Là vì sao? Là tụi bay hiện bây giờ, tụi bay chửi nhau để lên lấy câu view, câu like. Và tụi bay gom góp tiền, tụi bay chia nhau không đều, tụi bay chửi nhau hàng ngày hàng giờ, tụi bay lường gạt lẫn nhau, có phải đúng không? Tụi bay đang lường gạt lẫn nhau từ cái đám của thằng này qua bên đám thằng kia. Hiện giống như thằng mày thấy không, những cái thằng mà tụi bay gạt á, bây giờ tụi nó trốn qua bên cái Thái Lan, làm cho tụi nó đó không có đất nước mà tụi nó đi về. Tụi nó chửi tụi bay á, tụi bay có thấy rõ ràng không? Tụi bay có phải là con người không? Tụi bay lường gạt người ta, rồi tụi bay bao nhiêu ngàn đô la tụi bay gom góp, tụi bay chia cho người ta được có mấy trăm đô, người ta đi chửi đã đảo rồi đã này nọ, bây giờ người ta gom bị vô cái tội là phản động. Nó biết tụi bay nhìn rõ ràng nè, nhất là máy bay và tên lửa đó. Chúng tôi mong muốn nước ngài mua thiết bị từ Hoa Kỳ. Chúng thấy tôi chưa? Sản xuất thiết bị ông tốt Trump. Nhất. Chúng tôi sản xuất ông máy Trump. Bay và thiết bị quân sự tốt nhất đó. Ông các Trump ông còn rao lên ông bán máy bay tên lửa cho Việt Nam, thì tụi bay nghĩ đi. Mua tên lửa với lại máy bay của bên Mỹ để về chi vậy? Bắn lên đầu cha mấy tụi bay hả? Tụi bay cũng đéo có cửa nữa. Tụi bay suy nghĩ đi. Ở bên này á, những cái thằng á, tao đang ở bên Bắc Cali nè. Những cái thằng già mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa, mà mấy thằng già mà sốc lồn á. Những thằng già, có những thằng già rất là lịch sự. Biết là người ta qua đây rồi, người ta an phận, người thủ thừa. Người ta chỉ có biết ăn được những cái đồng tiền trợ cấp, rồi về ở housing. Rồi ở housing, người ta ở nhà housing của chính phủ. Đó, thì á, người ta an phận thủ thừa. Còn những thằng mà giống như mày đó, những thằng bay á, chỉ lên đây sủa. Tụi bay rất là mất dạy nha. Tụi bay rất là mất dạy. Tụi bay thứ nhất á, là tụi bay á, lường gạt tiền bạc của những người đó. Người ta nhẹ dạ, người ta giúp đỡ, người ta nghĩ là ok tụi bay sẽ về, tụi bay chia tiền rồi cho những người nghèo này nọ. Mà tụi bay mất dạy, tụi bay không có chia tiền. Tụi bay gạt gẫm là những cái người đó, là thứ nhất là những người già đó.
ở bên này là tội, rất là có tội nha mấy thằng chó đẻ. Thứ nhì nữa là tụi bay gạt gẫm, tụi bay đánh phá, hiện bây giờ tụi bay đã đánh phá nước Mỹ. Là lý do tại sao nước Mỹ và nước Việt Nam bây giờ hai nước đang ban giao với nhau, thứ nhất là về kinh tế, là mang bao nhiêu chuyện cho công việc, bao nhiêu chuyện cho công việc. Người Mỹ, tao không nói tụi bay là người Mỹ, tụi bay là loài chó, tụi bay chỉ là những cái loại ăn thừa ăn cặn cái bên nước Mỹ này thôi. Tụi tao phải đi làm, tao đi về hưu đây, tao phải mở công ty, tao đóng thuế để cho chúng mày ăn. Mà tụi bay hiện bây giờ tụi bay lên trên này, tụi bay ẵn cái mỏ chó tụi bay lên, ẵn cái mỏ chó tụi bay lên, tụi bay chửi lại chúng tao. Cái đó là tụi bay, cái là điều thứ hai tụi bay khốn nạn. Còn cái điều thứ ba là như vậy, dân Việt Nam đang an lành, dân Việt Nam không cần chúng mày. Chúng mày chỉ sẵn chúng mày sủa lên để chúng mày lấy những cái bài đó tụi bay bỏ lên YouTube, hoặc là bỏ lên những video để có câu view, câu like. Và chúng mày được ai ủng hộ bao nhiêu tiền thì chúng mày sẽ lấy cái tiền đó đi ăn nhậu chơi bời. Tụi bay yêu thương gì đất nước Việt Nam? Nếu mà chúng mày yêu thương đất nước Việt Nam á, là chúng mày chỉ có làm sao? Chúng mày câm cái mõm của chúng mày lại. Chúng mày làm được những cái gì cho đất nước Việt Nam chưa? Tao nghĩ là sẽ chưa có làm được những điều đó. Tao thấy chúng mày toàn là phá những cái hiệp định giống như hiện bây giờ Mỹ và Việt Nam đang mang giao, là chúng mày đang phá. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa nè, là chúng mày đang làm gì phải không? Đang lập hội chống đối lại bên nước Mỹ. Tại vì nước Mỹ và nước Việt Nam hiện bây giờ, mày tin nhớ, những thằng nào có thiên quốc tịch Mỹ nè, không được lập hội hè, giống như làm những chuyện khủng bố, hoặc là làm những chuyện mà đi ngược đường lại chính phủ nước Mỹ. Hiện bây giờ nữa, nước là chúng mày đang lập lại những hội khủng bố, những người ta lên tiếng nói giống như ông Cầm hoặc là những anh hùng đồ này nọ như hay Nancy, thì chúng mày á harass người ta, rồi chúng mày đòi tới tiệm phá tiệm anh Hồ, anh bà, anh Cầm, rồi đòi quýnh Nancy, rồi ngày xưa còn đòi tới tiệm của anh Danny Nguyễn. Cái đó là một trong những cái bằng chứng đó rõ ràng có thể thưa chúng mày ra, nhưng mà tụi ta thấy tội, tại vì bản thân chúng mày không có gì nên người ta không muốn thưa. Mất công nếu mà tụi bay có bị bắt vô tù, tụi bay cũng chỉ là ăn hại cho đất nước Mỹ thôi. Hiện bây giờ chúng mày đã bị ăn hại bên nước Mỹ rồi, chúng mày không biết nhục sao? Tại sao mình là con người, cũng là một con người, chúng mày từ đất nước Việt Nam tụi bay đi ra, chúng mày đang ở bên đất nước Việt Nam ra thôi, chứ không phải là chúng mày đang ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ, tụi bay đẻ sinh đẻ nước Mỹ. Còn cái thằng mày nói nè, tao không có cần phải đi kiếm tiền, con tiền của tao, tao nói thật mày là vô tư, vợ tao nó không khỏi cần ấy, vợ tao chỉ cần cắt một miếng đất ra thôi là nó mua siêu xe chạy rồi. Nói cho mày nghe, Nguyễn Thành Long, tao biết mày là ai rồi, cái cách mày nói chuyện tao biết mày là thằng nào rồi nhá, tao biết mày là thằng nào rồi, nghe không? Chứ con mày kiểu tụi bay á, ở bên Mỹ á, tụi bay đối với tao á, mày thua xa đối với tao rồi, Nguyễn Thành Long. Thứ nhất là tao cao hơn mày, tao có cái đầu, tao biết suy nghĩ. Mày á là chỉ biết ăn hại thôi. Nếu mà tao giống như mày, tao nhục lắm, tao chui xuống hầm cầu chết mẹ tao thôi rồi. Tại vì mồm tụi mày nói ra những cái mùa là gì không? Mồm tụi bay nói ra là mùi cứt không à? Mồm tụi bay nói ra mùi cứt không à? Tụi bay lên trên này á, mày nghĩ đi, 90 người ở trên này, 80 người chửi trên đầu cha tụi bay rồi. 80 người chửi trên đầu cha tụi bay rồi. Thì mày suy nghĩ lại đi. 96 triệu dân, người Việt Nam mà ở bên nước ngoài là hơn 4 triệu dân ở bên nước ngoài này. Bao nhiêu triệu người mà làm những là loài thú giống như tụi bay? Tụi bay nghĩ đi, tụi bay nó làm bài toán đi, đếm trên đầu ngón tay ta cho lắm chừng 100 người giống như tụi bay thôi. Những thằng mà nó gọi là thằng mà nậu má, gọi là những thằng mà nậu má, gọi là đầu cứt á. Ok, còn hở một cái là tao biết mày là ai, mày nói là cái văn hóa phát phó đồ này nọ, tao biết mày là ai rồi. Nhưng mà mày tụi bay làm rồi. Thời buổi này á, 2019 nó chuyển qua 2020 rồi con. Như tao như mày á, Nguyễn Thanh Long, đi về nhà đi,
đi lo học thêm cái chữ đi. Cái tiếng Việt của mày ghi cũng chưa rành. Tao đây không phải là người Việt Nam mà tao ngu lũ má ngu truyền thống về tiếng Việt Nam mà tao thấy tao còn hơn mày đó. Là cái đó là tao thứ nhất là tao hơn mày rồi. Cái thứ hai nữa là tao không có ngu. Tao vẫn còn biết nghĩ về cái đất mẹ của tao. Còn cái lũ tụi bay, tụi bay sinh đẻ ở Việt Nam mà tụi bay bị truy với lại cái bác, cái own your own blood. Do tụi bay xóa bỏ, tụi bay muốn xóa bỏ, tụi bay chửi lại cái ông đất, ông cha tổ của tụi bay. Tụi bay là không phải là con người. Thằng Mỹ nó sẽ gọi tụi bay là những thằng trader. Và những thằng tụi bay á, là chỉ là animal thôi. Những cái loại, cái văn hóa, cái văn, nè. Từ người ta nói là sao không? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mới mặc áo giấy. Tao đi với loại người nào á, tao nói chuyện theo tùy theo loại. Còn những cái loại mà động vật bốn chân, hai chân, hai chân và hai cẳng chuẩn bị đang tiến hóa thành người, những loài thú mà biết nói tiếng súc, những cái súc vật mà biết nói tiếng người giống như lũ tụi bay, tao phải nói như vậy để cho tụi bay mới nghe được. Chứ ngoài ra đó, tao nói cho tụi bay nghe, tụi bay cũng như vậy thôi à, tụi bay cũng như vậy thôi à. Tự nhiên chẳng qua là sao, tụi bay không dám lên chửi đồ này nọ, hay là tụi bay nói là này nọ, cái lời cái chữ mờ này nọ chửi để người ta báo cáo, tụi bay sợ mất nick thôi. Chứ tao nói cho tụi bay nghe nè, lên trên này á, tao không có sợ gì mất hết á. Cái bản thân tao không có cái gì mà tao phải sợ chết hay gì á. Người ta nói vàng thật thì không sợ lửa. Tụi bay báo cáo tao bao nhiêu cái nick rồi, cái nick chính của tao xài từ 2010 mà tụi bay cũng báo cáo phá nữa. Tao nói mà, tao mất một cái tao sẽ có 90 triệu cái người ta đưa cho tao nữa. Tại vì lý do là sao? Người ta đó coi tao là con người, nhưng mà người ta ở Việt Nam người ta không coi tụi bay là con người. Tao nói cho mày nghe nè, chính trong bản thân gia đình tao nè, bản thân gia đình tao nè, chị hai tao mới từ bên Việt Nam bay sang đi chơi, qua đi du lịch ở bên này nè. Mới qua đi du lịch, mới đón chị lúc 12 giờ trưa nè, hôm nay nè. Chị tao chỉ là một người dân bình thường ở bên Việt Nam thôi. Chỉ là một người dân bình thường của Việt Nam thôi. Ở Việt Nam người ta đi buôn bán, người ta làm ăn, người ta mở ra, người ta kinh doanh. Mà người ta có tiền, người ta đi du lịch sang đây. Là tụi bay cứ cảm thấy tụi bay nhục nhã chứ. Tụi bay cứ chửi bới là Việt Nam rồi cái này cái nọ. Tụi bay có nên nhớ nè, Việt Nam bây giờ rất là miễn mạnh. Anh Bằng có biết hôm nay em đi mua đồ á, hồi giờ em đi mua đồ cho thợ em ngày mai làm á, những cái món hàng hôm nay á, tụi bỏ ngoài xe rồi nên em không có mang vô. 40% là ở trong cái chỗ cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng á, từ mấy sợi dây điện lớn, mấy ống ga rồi này nọ là làm ở Việt Nam không. Nó bán ở trong Home Depot á, là một trong cái những cái chỗ mà bán xây dựng rất là lớn ở bên nước Mỹ này. Anh có cảm thấy là mình quá tự hào dân Việt Nam mình tới nỗi bán những, mà những cái món hàng đó là những món hàng chánh nha anh, mà là sản xuất ở Việt Nam. Những cái loài thú giống như những thằng Nguyễn Thanh Long và những thằng bao que sọc lồn, mấy thằng này nè, nó không biết tự hào về cho những con người Việt Nam mình. Đúng không? Tôi nói bây giờ hả, Việt Nam mình cứ lúc mở bất cứ chỗ nào gì hàng là làm Việt Nam, làm Việt Nam. Người ta tẩy chay hàng Trung Quốc ở bên Mỹ rồi. Hàng Việt Nam là bây giờ là hàng Việt Nam, hàng Việt Nam, hàng Việt Nam, lúc nào cũng bán những cho những chợ lớn. Tụi nó đó là sao anh biết sao không? Nó không phải là con người, nó lúc nào cũng vậy á. Hang bắt bó rồi nói tới động tới là Bác Hồ. Những người ở trong này, những người dân khi người ta tức tụi bay lên, người ta đâu có chửi là ông Diệm này, ông Diệm nọ đâu. Hoặc là ông chửi là ông Nguyễn Nhu hay ông Nguyễn Đình Thục này nọ đâu. Thì sao không? Tụi bay lắng nghe nè. Những người Việt Nam, người ta là con người, người ta có ăn, có học. Cho dù một người đi bán vé số đi nữa, người ta cũng biết chú, cha, cái người lớn, người nhỏ. Hồi nãy mày đem mày nói với anh Cầm, anh nói về những sự thật ở bên đất nước, là mày nói ảnh là một người vô học. Mày cảm thấy cái bản thân của mày ra sao mà mày chưa khi có gì, mày trong khi đó là mày, cái đó mày đánh vần, mày viết cái tiếng Việt của mày chưa xong, mày nói tầm bậy tầm bạ. Anh Cầm, anh nói rất là đúng. Mày có thấy những ai không? Ông Tổng thống Trump, Donald Trump là một ông rất là sợ chết. Đầu này đi qua đi bất cứ nước nào cũng vậy, là phải có bao nhiêu cẩn vệ, là phải 200 người đi theo ổng. Một ông gì ông Tổng thống mà ông đi tới Việt Nam, ông đi phà phà, ông đi bước từ qua vô phà phà. Cả ông Tổng thống của Canada, Tổng thống Đức,
và cả ông gì tổng thống của Bắc Hàn cảm thấy như vậy là sao? Một cái đất lành chim mới đậu, người ta đang an toàn trên thế giới. Ngày xưa người ta bảo là ở bên Thụy Sĩ là một trong những nước an toàn nhất chiến tranh, thì bây giờ ở Việt Nam mình cũng vậy, Việt Nam mình hiện bây giờ là cũng vậy. So sánh ngày xưa, cái đây 20 năm trước là mình chưa có so sánh ngang ngửa với lại nhà cửa xây dựng, chưa thấy so ngang ngửa với bên Hồng Kông. Hiện bây giờ so sánh bên Hồng bên 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 cái chỗ mà cái khu Bắc Ninh á, anh bàn thử so sánh cái khu Bắc Ninh đi. Hồng Kông bây giờ trong tương lai không có cửa. Cái đó là nói về là xây dựng, người dân người ta xây dựng nha, chứ không phải là của nhà nước xây dựng nha. Cái đó là chứng tỏ là rõ ràng là sao? Dân nó giàu, nước nó mới mạnh. Cái câu này cũng lặp lại lần thứ hai. Dân giàu là gì đâu? Là từ đâu ra có? Là một cái chính phủ, là một cái chính phủ, cái sự lãnh đạo con rắn đi đầu, nó làm sao dân nó mới giàu được. Chứ đừng, tụi bay đừng có nói là hết 96 triệu dân là đi ăn tham nhũng nha. Đừng có quá, đừng có đi, đừng có nói là 96 triệu dân đi tham nhũng mới có tiền đi xây nhà nha. Có xây nhà chọc trời như vậy nha, chuyện nó không có đâu. Tụi bay suy nghĩ lại đi. Đừng có bao giờ mà nói như vậy. Thôi em chỉ nói cho những cái thằng này, cho tụi nó là chơi không, tụi nó không phải là loài người. Đó, là như vậy. Tự gì á, tụi bay á, lúc nào cũng vậy, giơ cái mặt tụi bay đưa lên. Tụi bay muốn đi làm chính trị, tụi bay hay nói là tụi bay muốn đi làm chính trị, muốn cho người ta phục ta nể, đưa cái mặt mình lên. Và mình phải chịu nhìn nhận những cái sự thiệt, chuyện mình thua, mình phải chịu thua. Chứ đừng có lúc nào cũng vậy, cãi cắn càng lên đó là đủ máy. Bây giờ là phải như vậy, cái lọ cái chai. Thôi em xin phép mấy anh chị, em chỉ nói gì thôi để cho anh lên tiếng hòa xuống. Rồi. Ok anh, dạ tham chào mấy chị nha. Anh Linh chờ chút, em mời Hùng Trần. Rồi, đã mời Hùng Trần, anh Linh chờ một chút. Hùng Trần đang là những người Việt cầu Mỹ, đang về thăm Việt Nam. Rồi, xin chào Hùng. Chào mọi người. Đủ má mới sọc lồn. Mà tụi bay quá luôn á. Tụi bay đủ đi mẹ. Tụi bay đủ tiên biếm bú lồn liếm lồn đủ. Mà tụi bay ngồi tụi bay nói xàm. Đủ đi mẹ tụi bay. Tụi bay về đây đi. Ông nội về này đi chưa. Nằm ngửa cặt ngồi sướng chưa. Cà phê đi chưa. Đủ đi mẹ mày. Mày ở bên Mỹ mày đủ má bú lồn liếm lồn. Chui trong hốc trong bò tét. Mày sọc cặt mày ăn. Đủ mẹ mày. Nghĩ sao tôi thấy suốt ngày tôi phải chửi. Chửi con cặt. Tổ má mày chứ mày chửi tôi đĩ mẹ mày à. Đĩ mẹ mày làm đĩ đẻ tụi bay. Tụi bay chửi, thù hận tụi bay chửi à. Tụi bay nghĩ sao hả? Mấy con chó đẻ khốn nạn. Nhưng mà tao thấy mày nghe chúng mày chửi càng mừng. Tại mày chửi tao có cớ để tao chửi tao sướng. Chứ không có gì cả. Thực ra là chửi tụi bay đem giá trị. Chẳng ai nghe tụi bay hết á. Đồ đĩ mẹ tụi bay chứ tụi bay. Ai nghe tụi bay thì tao mừng. Tụi bay chỉ có thiểu số vài ba đứa thôi à. Mà đủ đĩ mẹ mày 96 triệu mà tao nói mày kẹt cái 6 triệu bạc sọc lồn chẳng là cái gì. 90 triệu đủ mà đè nó nhổ cọng lông trụ lỗi luôn xong thui luôn làm chó thui luôn. Đĩ mẹ tụi bay thằng nó xin lỗi nha. Cứ chửi đi các con. Chửi đi tao giờ mấy đầy nha tao thiệt mày nghe tao mà không có dịp chửi tao buồn quá. Đủ đĩ mẹ mày. Tao ngồi đi tao ngồi tao ngắm nghía gái ghét là buồn nên giờ có sọc lồn tao chửi là người tao cả như cảm giống như là đủ cái tơ tới chơi tiếp rồi nó đủ đĩ mẹ tụi bay tổ má tụi bay tổ bà tụi bay. Tổ đĩ mẹ ông bà nội tụi bay. Tao nói thiệt nghe đời tao bây giờ không chửi sọc lồn tao buồn lắm. Thành ra là đủ má mày tao nói mày rồi. Đừng có mà ngồi mày xạo xạo lồn nữa. Khổ lắm. Má mày giờ mày ở Mỹ thôi. Mỹ mẹ miệng mày đi. Ở Việt Nam dân nè. Đào. Nó cứ chơi nó sống vậy. Nó đủ đĩ mẹ mày biểu tình ở đâu ra. Nhà dân nó không hợp tình ở đâu. Đừng hòng mơ cái gì nữa. Đủ má mày đừng có mơ nữa. Dân giờ nó khôn lắm. Mà thực tế mà nó biểu tình là những hồi đó là thực tế là dân cũng ngu là gì. Là nó chơi cái trò là đủ tính rồi là không ai biết mình là ai, quậy chơi xong mình về. Nhưng mà đủ má, cộng sản thanh ký rồi, tới đằng nhà nó mới bóp. Đủ má, phải sợ té đái luôn. Rồi tới cái vụ thằng Trần Côi, đủ đó, thằng cha con Vương Thà, Trần Côi đó bây giờ sáng mắt nó luôn. Giống một bài học sáng mắt, bây giờ không cần nói nhiều. Một bài học, nó nói mày nghe, bây giờ có 1.000 thằng đủ má đó,
Nga thằng sập lồn ở Mỹ khởi quân nằm giữa đàn đặt chết đó, nhưng mà dân này không thèm nghe, đợi rõ ràng một cái gương rõ ràng rồi, cái đám dân chủ cuội mà tham tiền gặp cái thằng nụ dân chủ lồn nụ mà chỉ có lông lồn rắn đi mang đi là đi khoe, nụ cuối cùng ăn được con chặt gì đâu, đủ mẹ cái thằng tao nói mày nghe nha, cầm chôn nó nói cho tao khỏi chửi, tao khỏi nói tao chửi thôi, đủ đi mẹ tụi bay. Bởi vì tao nói tụi bay bây giờ giống như là nói đồ gối, nói làm cái gì thôi, chửi thôi, ở đời không có gì hơn là chửi. Bây giờ tao cũng may mắn là đủ má là tự nhiên có cái Facebook rồi, tới thời kỳ này bây giờ thế là tự nhiên tao ngồi tao buồn tao chửi, bình thường không có Facebook mà tao chửi người ta gọi tao thằng vô học, bây giờ nhờ có thằng Facebook rồi đám sọc lồn rồi bay chửi thế tao trở thành anh hùng xe điêu. Đồ má thì đúng là của trời cho thiệt luôn á. Cái mà mẹ mày nè, bây giờ thằng sọc lồn gãy nào ở Việt Nam, thằng nào thích đủ đĩ mẹ mày tới hù dọa tao cho đi tới đây, đủ má mày, tao không quấn tụi bay chết, không phải là người ở Mỹ tao sợ cảnh sát, tao không dám, tao đúng tao không dám đánh tụi bay, tao chỉ ở trong nhà tao thôi, cố thủ trong nhà thôi. Nhưng mà hùng lân mày đặt tưởng tao đủ đĩ mẹ mày, cái thằng chuyên đi mút lồn lông lồn gái tưởng đâu hù dọa được tao, đủ má mày ra cái subway mày tưởng tao không dám ra, đủ má mày chấp 10 đời tụi bay chấp cả sọc lồn toàn thế giới luôn á, tụi tao chỉ cần tới nơi tao thấy rằng đủ đông chút xíu là sắc đấy đó. Do đó đủ mình, tao biết chắc tụi bay còn làm gì được hết á, tao biết tụi bay sọc lồn tụi bay hù chứ bây giờ mới chúng nó hù. Chúng nó hù thôi, hôm qua anh em mình ngồi ở cà phê đổ hẳn địa chỉ ra đấy, số 107A đường Trường Sa, đấy, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, chúng nó có dám đến không? Ngồi 2 tiếng hồ trong chờ ấy. Đủ má riêng Việt Nam nhé, riêng tại Việt Nam nhé, đủ má bất kỳ thằng sọc lồn nào quýnh tại chỗ chết tại chỗ luôn. Tao hứa quýnh chết tại chỗ luôn. Tao về Việt Nam, việc đầu tiên tao mua là cái cây gậy 3 khúc. Đó, không có gì hết á. Đủ má để chuyên quýnh sọc lồn rồi. Thằng nào mà mặt dám mặt cờ ba sọc hay đeo biển thằng là đa đảng nha, tao lại tao bẻ lấy cái kềm bẻ từng cái răng này, đủ má mày sọc lồn quýnh, đủ má mà tao đàm bà mày tao thề luôn nha. Đó, nói chuyện sọc lồn nha, là đủ má mày tao giếng ở Việt Nam này, tao không có hù mà tao quýnh rồi. Thằng nào dám nói dám gặp tao nè, đủ má mày tao về đây, tao là đủ má coi như là cô hồn bắt đạn rồi, không còn lịch sự nữa. Đó, do đó đủ thằng nào mà khôn mà vác mặt lên đây mà ngồi mà comment tao chạy tụi bay luôn. Đó chưa? Đó. Do đó tao nói mày nghe đúng. À, tụi bay chửi tụi bay mất cơm. Mà tao chửi tụi bay, tao là có cơm, tao là có gái, đủ đĩ má nó chứ, đúng là đời, cuộc đời đúng là khốn nạn thiệt đó chứ. Đúng là đang nghĩ bất công thiệt. Một thằng như tao sướng không phải làm gì mà lại ngồi chửi, đáng lẽ ngồi chửi thì nó mất mặt, ai ngờ đâu là được như là được, đâu mà được mặt, được đủ thứ. Nó thét, tôi nghĩ nó buồn cười thôi luôn á. Đủ má nó chứ, AQ rồi Bentley chột. Trời ơi, là đủ đi mẹ thằng này, dẫu sao thì cũng không nói xin lỗi, thành thật mà chúc mừng, cảm ơn sập lồn, nhờ tụi bay lồn què, mốc lồn đất lồn đất bà, thằng nhờ dạy thằng ta mới đủ được sung sướng, ấm no, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Do đó là ta còn thôi, nói thiệt, mà cứ mỗi lần mà lên mà có sập lồn nó vui lắm, bởi vì ra chúng chẳng làm con chặt được á, cũng chỉ là đứng từ xa rồi ngoáy ngoáy chấm chấm thôi, không làm được gì đâu. À, nhưng mà tao không thích, tao ngồi để chửi, tao không đủ nghĩ sướng thiệt chứ, không đâu sướng bằng Việt Nam nữa. Đủ má là ở Mỹ mà sáng ra mà muốn ngồi cà phê không có chỗ ngồi, à, không ai đâu đi đâu, ở đây nó lượn ra, nó lượn vô, trời đã dễ sợ, ngồi uống cà phê nó rẻ, má có 10-15 ngàn một ly à. Đủ má, trời ơi, liền ra đường gãy tơ nó chạy, à, đúng là đúng, phải nói thẳng. Nó nói Việt Nam nó là thiên đường thay Mỹ rồi. Bây giờ thiên đường bây giờ nó không còn nằm ở Mỹ nữa, nằm tại Việt Nam rồi. À. Sao không thấy lại tìm của anh vậy? À. Anh lại tìm của nước nào á? Đó, do đó tao nói nha. Cũng may là tụi bay có mấy đứa chui trong má toilet đều đủ má tự móc bật. Móc mà hửi thôi. Chẳng có cửa đâu đúng không? Con rồi thằng rồi có thấy thằng Kiên Giang nào nhào vô không? Đủ đi mà. Đó có thằng Mạnh Tú. À, nó nói gì? Nó bảo mặt bay ở Mỹ không đáng 50 cent.
Đó, mặt mày ở Mỹ không đáng 50 cent, thằng Mạnh Tú. Triệu đô à, tao có vài triệu đô thôi, 50 cent không đáng. 50 cent không đáng, đủ lý mẹ mày. Tao đang ngày hai bữa chơi không à, tối tập gym, đúng là 50 cent không đáng thiệt, không đủ cho tao xài. Vài triệu đô, nghe chưa? Đi mẹ mày, đúng, 50 cent không đáng, đúng. Đủ, họ sập lồn vào nước Mỹ coi, thằng nào dám nói tao đi cày một ngày nào chưa? Tụi bay mong chờ tao đi cày để rồi tụi bay nhảy vô, tụi bay chọc qua chọc lại để mà làm khó làm dễ. Nhưng mà khổ lắm, tao chẳng đi đâu hết, tao chơi không à. Đủ đi mẹ mày, mày cứ qua Oklahoma City á, lồn, lồn á, mày ở Mỹ á. À, 5 sen không là cái gì mày mày nghĩ sao, đúng không đúng 50 sen thì làm sao 50 sen nữa, 50 sen làm sao bằng tao nữa, tao không thể nào 50 sen nữa. Tổ mày à mày, có thằng lồn nào nói nữa không, tổ cha mày, đổ đi mày à mày, mày ở Mỹ mày làm cái lồn què gì, tổ má tổ ba tổ ông tổ mẹ à mày. 50 sen đây này, thấy giờ mày thấy 50 sen ngon lành không, mày thấy 50 sen còn ngon vậy đó, đừng nói hơn 50 sen nữa, đúng không? Đó, đây là thấy chưa? Đủ mẹ mày 50 sen. Đĩ mẹ mày. Đủ phần cho thằng sao luôn, nó nói nữa, để chửi luôn cho nó có bài. À, không biết thằng nào ở đâu luôn. Đủ mẹ lồn sọc quèo vô đi. Comment để nó chửi ra cho sướng coi. Người thiệt biệt thiệt đó, đủ đĩ mẹ sặc lồn, bây giờ mình cứ chửi cho tao chửi lại sướng cho đó, đủ đĩ mẹ mày, tao cho cả địa chỉ, tao kể chỉ cả nơi tụi bay tới, tụi bay hỏi luôn, hỏi cần giấu giếm, đủ đĩ mẹ mày, người ta giấu tao khỏi giấu đó. Bây giờ bất cứ sặc lồn nào tới Oklahoma City của Oklahoma State đó, đi ra cái Lee Sandwich nhá, Lee Sandwich à, hỏi Hùng Chập nhá, dịch mẹ mày, hỏi Hùng Chập là ai cũng nói vậy nè, đủ má ỉ giàu không làm gì chơi không à, đủ má không chơi với ai, không chơi với ai không tích, chơi người ta lợi dụng được, không chơi với ai mà dịch mẹ mày, thay xe như thay áo à, đó giờ đó 5 sen 50 sen không làm cái gì, địt cha mày, tổ mẹ mày, thằng chó đẻ, tổ đĩ mẹ mày. Tao sợ mày không có tiền để mày đi tới Oklahoma luôn á. Thấy chưa? Tổ má có đĩ mẹ mày. Đĩ mẹ mày, mày nghĩ sao vậy? Còn bây giờ mày đặt tụi bay ngồi, tụi bay lên đây, tụi bay chọc, tụi bay chửi thôi. Chửi cho mấy kiểu mà đổ mẹ. Chó sủa, gọi là không phải chó sủa chăng nữa mà chó sủa giữ bãi cức. À, chúng mày ăn cức, nhưng mà vì cức không có mà ăn, thế là phải sủa để giữ cái bãi cức đó. Tụi bay chỉ là đủ một cái lũ chó ăn cức. Hiểu chưa? Mà chó ăn cức thì cao lắm chỉ để chờ làm nấu dựa mận thôi, có các con à, đủ đĩ mẹ mày thì làm dựa mận thôi, không được làm món đủ mà hấp hay là chặt đâu. Bởi vì sao hấp với chặt phải là chó tơ, phải là chó tơ ngon, chứ cái loại chó của mày là chó thuộc loại chó chết, coi như chỉ được nấu dựa mận, nó chật như là cức rồi đó, hiểu chưa? Tổ má mày, mày lồn mẹ mày, mày chặt ông mày gọi mày gặp đúng tao, gặp ông nội tổ mày rồi, đủ đi mẹ tao, nói chuyện như ông Cầm, không nói chuyện như ông John đâu, tao chửi, tao đào mổ mà nhà mày lên, tao moi cái xương đầu ông nội mày ra, xong rồi tao đái vô, tao rửa, xong rồi tao quậy quậy vô mắm tôm, tao mang đoàn thờ nhà mày, tao cúng ông cố nội mẹ mày, tổ cha tổ con đi mẹ mày đó, mày hiểu không đó, tao đào cái mộ ông cố nội mày lên, tao móc xương sọ cha nó lên, tao đái nó rửa, tao đái tao rửa cho nó sạch sình, sau rồi tao mua mắm tôm tao chết lên, đủ má để bàn thờ nhà mày đó, đó chưa, tổ mẹ mày, tổ bà nội đi mẹ mày, à không, nó chửi đủ đi mẹ mày đâu sập lồn nào đâu, lên đây coi, nó sẵn đào mộ mà tụi bay lên luôn, đi mẹ tụi bay, rồi thằng nào thích thì gặp tao lên đây nè, đủ quýnh nhau tại chỗ luôn nè, à, đủ má mày, thằng nào ở Việt Nam thích lại đây tao trời chiều quýnh nhau tại chỗ nè, đủ má mày, tao mua sẵn cái cây ba khúc ba gấp mà chưa có dịp đánh ai hết á, buồn lắm, đang buồn lắm, đủ đi mẹ mày, tao mua ba cây là
tao mua một cây mà nó nói anh ơi còn hai cây mà em không ai lấy thì tao lấy luôn ba cây. Việt Nam mình chơi nhẹ nhẹ thôi, không có súng thì chơi được mà dạy ba khúc. Tổ má mày, cái thằng kiên giang nó không thấy à, đủ má mày nó vô này. Còn thằng nào nữa, còn thằng nào có nạn đang nhảy cho nói nữa không? Tổ má tụi bay, tao lên là đảm bảo mà nó sập lồn tụi bay chạy hết à. Cỡ thằng John hay là ông cầm nói tụi bay bằng nhào vô nhưng mà tao là chạy hết à, đủ má. Tao là gì là quét rác, quét tất cả các loại sập lồn coi như là quét rác luôn. Tao nói chuyện tụi bay lịch sự, lịch sự, không có lý giải, không lý giải. Mà chỉ có đi dài ở đầu tụi anh thôi, đi dài vào đầu cố nội tụi anh thôi. Nó móc sợ, tao móc, tao đào mồ mà ông bà nội cố tụi bay lên. Tao lên xương sọ, tao đái cho nó sạch sình thôi, tao không có rửa. Tao rửa, còn mất công nó dơ tay tao, tao đái, tao đứng tao đái, rồi tao mất đái mà. Mất đái mà, tao đái, mất đái vào đầu, đủ má, tao sọ ông cố nội cha tụi bay. Tao rửa cho sạch cái sình dày ở dưới này, dưới lâu quá. Sình dày đủ má, sình cám bám đầu tụi bay nhiều quá rồi. Anh tao đái rồi, tao vừa đái làm chi để tao đái, bởi vì sao tao đang buồn đái, tao đái cho nó người tao nó khỏe. Còn nếu tao bỏ nước tao rửa, tao chỉ bu nước thì tốn tiền hơn, thả nước đái của tao không tốn tiền. Đó, đùa đi mẹ tụi bay, đổ má mày. Đi cha tụi bay, mày vừa không biết đùa đi mẹ, tụi mấy thằng nào bạn tao mà đi, nó giúp nít tao, mất nít việc của tao, đùa đi mẹ mày. Tao đang đi người này, đùa đi mẹ, chọc lồn, chọc què, chọc chó, chọc bò, chọc heo, chọc ngựa, chọc ta, chọc bà, mày đi bà, đi cha tụi bay. Mà nó lúng vẻ rồi, cho ai thích lên nói đi em nói. Tôi xin cảm ơn ông trời. Anh Hoàng Thị Linh còn đây không? Rồi em đang thêm anh Hoàng Thị Linh ạ. Anh vào kết chương trình cho em. Đúng là mấy thằng ba sọc chúng mày coi như hô hào những người dân biểu tình. Người dân người ta nghe, bây giờ người ta hiểu hết tất cả các vấn đề rồi. Ai nghe cho bao nhiêu này đâu. Rồi. Chào chú, chào tất cả mọi người dưới diễn đàn. Hôm nay ở trong đấy có vấn đề gì không? Không, ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì vừa rồi em có và một số anh em nữa có đi khu vực trung tâm thành phố thì nói chung là cuộc sống vẫn yên bình anh ạ. Thậm chí là không có dân phòng, không có công an đấy, người ta ở cái khu vực đó nữa đấy. Cho nên là em thấy là ví dụ những người an ninh Việt Nam rất giỏi, cái là có biểu tình cái là người ta biết ngay, còn không có biểu tình ngay thì ta biết từ trước rồi, cho nên người ta chẳng bố trí lực lượng gì cả nhỉ. Vâng. Ở đây thì ở ngoài này thì cũng rất là yên bình, không có cái vấn đề gì cả. Sáng nay thấy anh Siêu cũng nói chuyện là đã đi ra hiện trường và cũng đã đi một vòng rất là lâu để như thế là cùng với anh em ở ngoài Hà Nội để xem là có cái biểu tình gì không. Khu vực Hải Phòng, tỉnh Nẻ thì cũng không có vấn đề gì cả, mọi người vẫn làm ăn bình thường, vẫn có cuộc vui chơi cũng giống như trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì cái con bọn chống cộng cực đoan nó đang hô hào biểu tình thì những kẻ nào là những cái kẻ khốn nạn mà như thế là nghe theo chúng thì chưa thì chết thôi. Thế còn mọi người cứ đấy đi, cứ biểu tình đi, biểu thích đi, xem có dám ra không. Chứ ngồi ở nhà mà nói phép nghe mấy cái thằng Tân Thái, mấy thằng Benny Trương, mấy cái con rô sao đào ấy nên để nghe chúng nó rồi mà chui đầu vào dọa. Ở đây mọi người phải hiểu rằng là một cái đất nước mà có cái an ninh ổn định, có cái chính trị nó ổn định thì những cái trò vặt vãnh của chúng nó không qua mắt được được công an, không qua mắt được lực lượng bảo vệ. Mà bọn chống cộng ở trong nước này, mà xin nói với chúng mày rằng ở Việt Nam chúng ta đều biết ra cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đến tận người dân và tất cả người dân đều có trách nhiệm để bảo vệ cái nền an ninh của quê hương mình, của cái địa phương mình. Và tất cả mọi người đều như thế là có cái trách nhiệm đó. Chính vì thế mà không một nơi nào để có thể chúng nó nhô ra được. Kể cả chúng mày biểu tình nẻ, chúng mày cũng chết luôn. Không bao giờ như thế là có cái chuyện đó được. Do vậy mà chúng nó đang hô hào, chúng nó đang
dùng đủ mọi cách, nó bơm tiền vào để cho mọi người ở trong trong nước nghe theo lời chúng nó, sau đó là đi xuống đường mà chẳng biết là biểu tình vì cái gì, mà thậm chí là chẳng hiểu như thế này chúng ta đi để làm gì. Cho nên là ở đây tôi nói với mọi người là cái việc mà chúng nó biểu tình là một cái việc mà rất là vô ích và rất là mất thời gian. Cái thời gian đấy là một ngày làm việc được $15 đấy. Đấy, một ngày công đấy. Tối thiểu. Tối thiểu đấy. Thế nhưng mà chúng mày bỏ đi $15 để chúng mày thu về được cái gì? Thậm chí không cẩn thận sẽ bị nhà nước bắt. Đấy. Cho nên là cái này tôi nói với mọi người là không nên đi biểu tình và không nên nghe theo cái lời của bọn chúng để rồi chúng ta như thế là dây vào vi phạm pháp luật. Đó là một cái mà chúng ta phải hết sức là cảnh giác, không nghe theo bọn chúng. Đó mới là điều quan trọng. Còn mấy cái thằng mất dạy ở bên chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, chúng mày không nghe bác Cầm, không nghe như thế là chú John, chú Hùng Trần, chú ý chửi cho vỡ mặt ra. Chúng mày ngu lắm. Bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài nó không bao giờ nó làm gì lỗi đâu, nhưng nó phá đám. Nó vào nó phá đám. Nó phá như thế này nó làm cho xáo trộn đi. Đấy, nó dùng những cái đồng tiền bẩn thỉu để nó làm xáo trộn đi. Đấy là một cái mà chúng nó đang ấy. Thế còn ở một cái đất nước chúng ta so sánh, anh Cầm anh ấy nói rất là đúng. Không một cái đất nước nào lại có như thế là các nguyên thủ quốc gia đến đi như đi chợ bình thường, đi chơi bình thường. Không có một cái đất nước nào như vậy. Bởi vì cái nền an ninh của họ rất là tốt. Đấy. Toàn dân người ta cảnh giác với tất cả những thành phần mất dạy, những thành phần khốn nạn ở ngoài này. Ngày xưa cũng có rất nhiều những thằng ngọng ngạnh, thế rồi đua đòi ra như thế là tượng đài Lý Thái Tổ đấy, bị đánh cho gãy cả răng. Rồi nhiều người khác bây giờ câm miệng hết, có đứa nào dám thò được mặt ra đâu. Cho nên là những cái mà ở Việt Nam hiện tại bây giờ, các cái chỗ mà đông vui đang sinh hoạt ấy, thì hầu hết là họ đang làm tổ chức các cái lễ hội, những ngày tình nguyện đấy về môi trường. Đó là ấy, ví dụ như địa bàn Hà Nội hay là Quảng Ninh đấy, ở thành phố Hạ Long, họ đang như thế là hô hào quần toàn dân là dọn rác, thế rồi là để phục vụ cho môi trường, phục vụ cho môi trường cảnh quan của du lịch. Đó, những cái ngày như thế người ta làm được những việc rất hữu ích cho nhà nước, cho đất nước, cho quê hương. Ông nghe chúng nó, ông đi biểu tình. Cho nên là những người mà đi biểu tình là những người tôi kết luận đó là ngu dốt. Và cái bài học rất là nhãn tiền đó là gì? Đó là những kẻ đã biểu tình ngày 10 tháng 6 năm ngoái, đã phải trốn sang Thái Lan, bây giờ đi ăn, đi nhặt bơ thừa sữa cặn ở bên đấy, nhặt rác ở bên đấy, sống chui sống lủi, không sợ cảnh sát Thái Lan nó bắt. Đấy, gia đình thì tan hoang. Đấy, vợ ở nhà nó bán mẹ nhà, xong nó đi nó lấy thằng chồng khác. Mình thì ở bên kia đi nhặt rác, chui lủi gầm cầu, sống qua ngày đoạn tháng, mắt trước mắt sau cũng sợ công an Thái Lan nó bắt. Người thì mất cả vợ. Còn lại đấy, một số kẻ khác nữa ở ngoài Bình Thuận anh, mấy chục đứa nó đều bị coi như án phạt tù đấy, từ 3 năm trở lên. Đó, đến 6-7 năm, thậm chí có thằng 10 mấy năm vì là can tội biểu tình phá hoại cái Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và cái phòng cháy chữa cháy và phán chính cửa. Anh thấy không? Các bạn cứ theo dõi một năm vừa rồi các bạn đều theo dõi. Và còn nữa một số kẻ coi như đang coi như bị truy tố tiếp. Đấy. Được đấy. Mà sẽ rồi nhà nước sẽ bắt hết những cái kẻ khốn nạn đó, những thằng chống cộng ở trong nước, những kẻ dân chủ quậy ở trong nước, những thằng to mồm đấy, chúng mày ăn được vài đồng tiền bẩn thỉu, chúng mày đi vu cáo xuyên tạc bóp méo sự thật,
làm cho xáo trộn cái cộng đồng như thế này, nhân dân đang sống hòa bình hạnh phúc, mọi người đang chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế, thì chúng mày như thế này dở trò, để chúng mày như thế là lên hô hào những người kém hiểu biết để cùng với chúng mày để vi phạm pháp luật. Đó là một cái điều ngu xuẩn nhất trên đời này mà không ai mượn. Còn ở chế độ nào cũng thế thôi. Thằng Mỹ nó có biểu, cũng có biểu tình đấy, nó cũng có đủ thứ đấy, nhưng nó không như ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam quá như thế này nhân quyền, nó quá nhân quyền, cho nên là chúng mày được thể chúng mày làm cạn. Nhà nước Việt Nam còn chừa cho chúng mày một con đường để chúng mày quay đầu nó bờ, để chúng mày cố gắng chúng mày phấn đấu, bởi vì nhà nước chưa bắt chúng mày đâu, cứ để cho chúng mày quậy, chúng mày tưởng thế là chúng mày ấy à. Cho nên đừng có dở cái chậm đó mà như thế là chỉ thiệt hại vào thân, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình mình, ảnh hưởng đến những người xung quanh, và làm cho cái xã hội nó không còn yên bình nữa. Đó là cái điều mà chúng mày phải hiểu rằng người ta đang mục đích, người ta cùng bắt tay nhau để phát triển kinh tế, người ta vì một mục đích hòa bình của trên toàn thế giới này, chứ người ta không muốn như thế là xáo trộn, người ta không muốn làm một cái đất nước mà liên tục bị đe dọa, liên tục bị như thế là các cái thế lực khác người ta nhòm ngó, muốn được cái điều đó. Chúng ta phải làm cho đất nước giàu mạnh lên, tất toàn dân chúng ta phải đoàn kết một lòng, phải cùng nhau phấn đấu để phát triển kinh tế. Nước có giàu thì dân có mạnh thì nước mới giàu. Tất cả chúng ta mỗi người cùng chung một tay thì chúng ta sẽ phát triển được kinh tế. Chúng mày ở nghe mấy cái thằng Benny Thái, thằng Tân Thái, thằng Benny Chột, rồi một số những thằng chống cộng cực đoan già sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Chúng mày tưởng hay, chúng mày tưởng là vài đồng tiền của chúng nó đi lừa đảo ở bên đấy, xong nó bơm cho chúng mày, nó thu về 10 đồng, nó bơm cho chúng mày 1 đồng, chúng mày đã tưởng lần này chúng mày sung sướng. Những kẻ người ăn rát đàn, không chịu lao động, không chịu như thế là phấn đấu, chỉ trông chờ vào những kẻ khác, bú mớm của kẻ khác, ăn bơ thừa cỡ sẵn của chúng họ, thì chúng mày chỉ muôn đời chúng mày chỉ là một thằng khố rách áo ôm, không bao giờ chứ mày ngóc đầu lên được. Đó là một cái điều mà bài học nhãn tiền của những con người đã vấp phải, đã phải chạy sang nước ngoài chống sống chui chống nổi đấy, gia đình ấy không tan nát, không còn ai. Vừa rồi có cái thằng gì ở Tây Nguyên đấy, nó lên nó tố cáo đấy, Trần Côi. Nó nói đấy, bài học đấy, hay là thằng Dũng ở đấy, thằng Trần Côi đấy, vâng, thằng Dũng đấy. Ở Huế đấy, nó chạy sang Thái Lan đấy. Đấy, vừa rồi cái con vợ của nó thì nó đốt cái thẻ tị nạn của Liên Hiệp Quốc, thì nó trở về Việt Nam đó. Đúng rồi, đấy là những gương đấy. Đấy là những cái gương mặt rất là như thế đấy. Bây giờ nó mới hiểu ra được vấn đề. Không ở đâu là bằng quê hương mình, không ở đâu bằng đất nước mình, không ở đâu bằng cái chế độ mà mình đang sống hiện tại. Nhà nước tạo điều kiện cho mọi người dân. Anh, tôi trả lời Mạnh Tú này. Những cái điều mà biểu tình vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 tôi đã phân tích rồi. Toàn những cái chuyện mà biểu tình coi như không có một lý do gì. Đó là biểu tình coi như chống lại đặc khu này, rồi cầm cờ Mỹ ngồi trước cổng Đại sứ quán Mỹ ở số đường Lê Duẩn. Tôi đã phân tích rồi, đúng không? Đấy, chứ không phải tôi không phân tích. Tất cả những cái đó đều là những cái lý do biểu tình rất là ngu xuẩn. Đấy, ví dụ như năm ngoái nhá, chúng nó biểu tình cái lý do là coi như là cho Trung Quốc thuê coi 995 ở ba đặc khu, đấy nhá, và không cho Trung Quốc thuê. Tôi đã phân tích về những cái đó rất rõ ràng. Đấy. Đấy. Bây giờ xin nói với người đã nói đến cái vấn đề biểu tình và cái về cái vấn đề mà chúng nó đang chống. Đó là cả một cái âm mưu. Nếu như cái đặc khu của Việt Nam lớn lên, chúng ta phải lấy ra phải nói một hơi xa một xuôi một chút. Ví dụ thằng Singapore nhé, nó đang thủ tướng Singapore. Đấy. Họ đang như thế là móc ra 45 lay. Nó khêu gợi lên làm gì?
Bởi vì mục đích của nó là một mục đích rất ích kỷ. Đấy. Nó thấy Việt Nam phát triển. Đấy. Nếu như không có cái bọn biểu tình này chống đối cái việc phát triển khu kinh tế, phát triển đất nước, thì làm sao như thế nào đất nước ta sẽ tiến hành được rất nhiều. Cái là Ngu Thành Long, ta nói mày này, Việt Nam không chống ai cả. Khi mà nước đó không làm gì với Việt Nam, đúng không? Bây giờ mình phải hợp tác tốt với Mỹ, với Trung Quốc và tất cả các nước khác vì cái sự phát triển của đất nước Việt Nam. Chỉ có những thằng xuẩn như chúng mày không nhìn ra những điều đó. Không có một nước nào cho không một nước nào một cái gì cả. Việt Nam hợp tác với Mỹ, với Trung Quốc, thấy chưa? Vì lợi ích của những người dân thế này. Chứ bây giờ mày bảo chống đồng cộng, mày chống bây giờ thì hiện nay nếu mà Trung Quốc chỉ cần cấm biên 10 ngày thôi. Tao nói mày, những người dân Việt Nam là những người chết đầu tiên. Thanh Long xuất ở đâu? Bây giờ xoài xuất ở đâu? Mà sắp tới vụ vải ở bên Lục Ngạn, ở ngoài Hải Dương, xuất đi đâu? Thằng Mỹ nó ăn hết à? Mấy thằng cái thằng Thanh Long này sao nó ngu thế nhỉ? Mày ở đâu ấy ở Thanh Long, sao mày ngu thế? Hả? Mày kêu gào chống Trung Quốc. Chống cái gì? Chống cái gì với Trung Quốc? Bản thân thằng Trung Quốc với Việt Nam đã đành rằng là chúng mày đang âm mưu nghe theo cái bọn khốn nạn ở bên nước ngoài. Chúng nó tuyên truyền rằng Việt Nam với này Trung Quốc này, cái lòng căm thù của người dân biết rằng là ở với một ông nước láng giềng tính hơi xấu một chút. Nhưng nếu không có nó bợ thì ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Mày có biết thế không? Cả một cái đất nước tới 70% nông sản xuất sang Trung Quốc, ngày nào cũng có hàng nghìn tấn đấy, nông sản được xuất qua biên giới. Mày có biết kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đang cao ngất ngưỡng không? Hả? Trung Quốc nó chỉ dừng một nhát thôi là Việt Nam điêu đứng, bà con nông dân không có chỗ mà bán. Mày có biết nó chỉ dừng nhập có 3 ngày. Mày có biết không? Hàng nghìn xe ô tô dưa phải đổ đi. Mày thấy hậu quả của cái việc mà như thế là tố cáo Trung Quốc chưa? Sống với một người mà họ có cái tính không tốt, mình phải có cái chính sách đối phó. Sống với một cái thằng mà đẻo giả, mình cũng có một cái cách để chống lại chúng chứ. Thế mới là thằng khôn chứ. Hả thằng Thành Long, sao mày ngu thế? Đối với thằng, cho nên thế thằng Thành Long tại sao chỉ chơi với Trung Quốc? Hiện nay tao nói với mày nhá. Sao hiện mày nay ngu đầu thế? Tư của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay chỉ đứng thứ 6 thôi. Đúng không? Việt Nam còn chơi với Nhật, Nam Triều Tiên và chơi với tất cả hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đúng không? Sao mày ngu thế? À, một thằng láng giềng nó to tổ bố ở sát nách mình. Mình không chơi với nó. Mày đi chơi với mày, coi như mình liên minh với một cái thằng ở bên kia bán cầu à? Hả? Mày sẽ nhìn cái gương của Ukraine đấy, địch bài Nga đấy, chơi với EU, với chơi với Mỹ ấy. Thế bây giờ kết quả như thế nào? Đúng không? Mỹ nó có đổ xô vào không? EU nó có đổ xô vào không? Hả? Hay là đất nước Ukraine đang rối loạn, dân dân thì nghèo khó. Mẹ một cái thằng ngu thì lên đây mày câm mẹ miệng mày đi, đừng có nói. Mẹ cái thằng này, tao mà nóng lên bây giờ mà tao mà chửi mày thì mày đừng có trách tao đấy. Sao mày ngu thế? Ngu vừa thôi. Không biết thì ngồi mà nghe. Mà không muốn nghe nữa thì là mày đi ra ngoài. Mày đừng có phá đám. Ở đây không có chỗ dành cho chúng mày đâu thằng Thành Long. Bây giờ em nói anh Linh này. Mày muốn bản thân, thì mày... bản thân nước Mỹ hiện nay cũng muốn là các nước đầu tư vào Mỹ để mà tạo công ăn việc làm cho người đúng rồi. Dân Mỹ, đúng không? Chứ còn những đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển, chúng ta cần Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam nhiều hơn nữa, đúng không? Còn cái chuyện kiểm soát đầu tư đó là nhiệm vụ của nhà nước, của chính phủ, đúng rồi. Nước nào chẳng có cần nhân dân mà có công ăn việc làm. Đất nước Mỹ này, giàu cứ có sợ nó. Sợ gì thằng nào? Sợ làm sao? Làm sao mà phải sợ chúng nó? Càng nhiều càng tốt. Vấn đề là cái chính sách đầu tư, vấn đề là cái cách vận dụng luật đối với luật pháp Việt Nam để có một cái định hướng tốt cho ngành đầu tư, làm sao chúng ta không bị thiệt thòi. Đó là trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của chính phủ, trách nhiệm của các ban ngành đấy, để làm sao để cho cái dự án đó có cho quá trình đầu tư của cả nước ngoài họ yên tâm họ vào họ đầu tư,
và họ phải tâm phục khẩu phục đối với lại chính sách của Việt Nam. Đó là nhiệm vụ cấp bách. Làm sao mà như thế này phải sợ chúng nó? Làm sao chúng ta phải không dám chơi với thằng Trung Quốc? Sợ gì thằng Trung Quốc mà sao không dám chơi? Chúng ta chơi với tất cả bạn bè trên thế giới. Cái bằng chứng rất này hùng hồn mà mọi người vừa được thấy mấy ngày hôm nay. Đấy, chúng ta đã trúng vào cái vai trò trong Liên Hợp Quốc mà được một cái số phiếu cao ngất ngửa, 192/193. Chúng ta phải biết rằng đó là cái gì? Đó là cái vị thế của Việt Nam. Và tất cả các nước trên thế giới người ta nhìn vào một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và đang phát triển. Đó là một cái điều chắc chắn. Còn ở trong đó nó có nhức nhối cái gì, nó có cái gì còn chưa đạt thì Đảng và nước ta cùng với nhân dân phải gạt bỏ nó ra, phải như thế là cải tạo dần dần, và chúng ta sẽ sửa đổi làm sao để cho các cái chính sách nó phù hợp, để cho cái công cuộc phát triển của chúng ta phát triển ngày một lên. Đó là trách nhiệm của nhà nước và nhân dân. Đấy. Thế còn lại như cái việc mà quan hệ quốc tế, quan hệ với bạn bè trên thế giới, chúng ta phải có một cái chính sách rất là cởi mở và chúng ta bắt tay với tất cả mọi người, không mượn ông này đánh ông kia, không như thế là cho mọi người dựa vào Việt Nam để đánh ông khác được. Đấy. Chúng ta có một quan điểm nhất quán. Đấy là chính sách quốc phòng 30 ấy, mà chúng nó có ngu si đần độn chúng biết gì đúng đâu. Rồi. Chúng nó bảo là hiện nay chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị cho coi như nước này nước khác thuê cảng Cam Ranh. Chúng mày ngu, chúng mày đâu có biết về chính sách 30 đúng không? Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Thì làm sao cảng Cam Ranh nhưng mà cho thằng Mỹ hoặc thằng Nhật hoặc thằng nào thuê được? Không cho thằng nào thuê hết. Đó. Cái thằng Mạnh Tú này sao mày ngu thế? Hả? Nhân dân giám sát chính phủ, người dân có quyền giám sát, nhưng không có nghĩa là dựa vào cái quyền giám sát của mình mà làm bậy được. Chúng ta phải có một cái gì đúng, chúng ta có quyền đấy, lên tiếng đề nghị chính phủ, và Đảng và nhân dân rất lắng nghe nhân dân đấy. Chính phủ rất lắng nghe nhân dân bằng các cái kỳ họp quốc hội, và khi mỗi một cuộc kỳ họp quốc hội thì đã có các cái đại biểu đấy, xuống như thế là các địa phương đấy, để xin ý kiến, thế rồi là tham vấn cái tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói của nhân dân, đóng góp cái gì với quốc hội, để quốc hội sẵn sàng lắng nghe nhân dân, và như thế là có cái điều chỉnh về mặt kinh tế, điều chỉnh về mặt pháp luật, điều chỉnh về cơ cấu phát triển đấy. Vậy thì đó mới là đảm bảo cái quyền lợi và đảm bảo cái nhân quyền, mà cái quyền của con người được phát huy một cách tối đa. Đó là cái cách làm của chính phủ. Mày không biết đấy, mày không biết hay là mày cố tình không biết ở cái thằng Mạnh Tú này à. Cho nên là cái này chúng ta nói gì thì nói, chúng ta phải bám đúng vào cái xương sống. Đó là gì? Đó là luật pháp, bám vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước để chúng ta phản biện với chúng mày. Chứ còn ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chúng mày chỉ dựa vào một cái sự kiện nhỏ hoặc là một cái gì đó nó còn là một cái hạt sạn. Chúng mày đánh đồng cho cả một cái hệ thống chính trị ở Việt Nam này yếu kém. Đó là một cái loại ngu xuẩn, một cái loại xuyên tạc ở Việt Nam chúng ta, từ người dân như chúng ta còn hiểu được những cái việc như thế, thì bản thân chúng mày là những kẻ chỉ có ngồi mát ăn bát vàng. Chúng mày chỉ muốn dựa hơi vào người khác, chúng mày muốn kiếm cơm kiếm cả gạo trên cái mồ hôi nước mắt của người khác thì chúng mày mới làm ấy, chứ còn không ai làm thế. Còn chúng mày chỉ có cố tình chúng mày làm như thế. Còn nếu chúng mày đã hiểu được thì chúng mày lên ngồi im mồm. Chúng mày rồi làm. Tao nói thằng Long này, mày cứ nói về kinh tế đất biết, nhưng bây giờ tao hỏi mày như này, các tổ chức kinh tế thế giới nhá, tổng thống Mỹ đánh giá về cái nền kinh tế của Việt Nam như nào? Tao chưa cần nói mà coi chính phủ Việt Nam đánh giá, bây giờ cho nên mày ngu si độ nát bét là như thế nào? Mày nói vấn đề tổng thể, phải nói vấn đề tổng thể, nói những số liệu của các tổ chức kinh tế thế giới, nói về số liệu của các ngân hàng thế giới, bây giờ và cái sự đánh giá của các nguyên thủ quốc gia ở trên thế giới. Đúng rồi. Chứ còn cái loại ngu si như loại mày ấy, hoặc cái bọn kẻ chống cộng cực đoan ấy,
thì nói chung là những lời nói của chúng nó xuyên tạc, không thèm nghe nhá. Đúng rồi, chúng mày chỉ ngồi đấy, chúng mày xuyên tạc, chúng mày bố láo bố tuét. Đối với này một cái đất nước như ở Việt Nam, không phải là trên thế giới này không có những nước giống như Việt Nam, nhưng phải nói rằng là đếm trên đầu ngón tay về đường lối chính sách của người ta đi rất đúng hướng. Ở đây chúng ta phải thừa công nhận như vậy, nếu không đi đúng hướng làm sao có cái đất nước ngày hôm nay, có cái con người phát triển như ngày hôm nay. Hả? Ngày xưa khi chúng ở cái tầm lứa tuổi chúng ta, làm sao biết được những cái con đường quốc lộ, đường cao tốc. Hả? Bây giờ này, đi đánh nhau mẹ leo đèo lội suối. Em xin lỗi anh Hoàng Thế Linh, Nguyễn Thành Long muốn lên. Ok. Mày muốn lên chăn mặt với mày, mình đi, thì lên tao nhường mày luôn. Đúng rồi, lên đi. Với lại cái gọi là văn minh lịch sự, diễn đàn của tôi, ví dụ như tôi trao đổi, thì nói chung là sẽ bằng những lý luận, những con số để chứng minh. Đúng rồi. Mày lên tao nhường mày. Chứ còn tao nói cho chúng mày biết rằng là cái thế hệ già chúng tao đã trải qua nếm mùi rất là nhiều cái gian khổ và cay đắng. Okay. Chúng tao thấm thía thế nào là hòa bình. Chúng tao thấm thía lắm. Cho nên một cái đất nước muốn được hòa bình như ngày hôm nay, chúng tao thấy mãn nguyện. Bởi vì nhân dân Việt Nam không bao giờ được muốn như thế là đổ thêm xương máu để bảo vệ cái đất nước mình nữa. Mà chúng ta đang cùng nhau sống để như thế là chung sống hòa bình trên toàn thế giới này. Chứ chúng ta không muốn những kẻ khác dũng tay vào với lại đất nước Việt Nam. Chúng lại đem gieo đau thương cho nhân dân Việt Nam. Trong đó có những gia đình như mày và gia đình chúng ta. Những người lại phải hy sinh đổ máu một lần nữa để bảo vệ quê hương. Chúng mày muốn thế à? Hả? Chúng mày muốn thế hay sao? Mày thích lên mày lên đi. Mày muốn lên tranh luận với chúng tao mày cứ lên. Tất cả mọi người chúng ta phải hiểu rằng những người biểu tình mà xuống đường là những người ngu và không biết, không hiểu biết, cho nên mới dính vào pháp luật. Bởi vì một đất nước hùng mạnh phải dựa vào pháp luật, phải có cái cương để cầm, phải có kỷ cương để cầm. Thì không phải là cái gì kiểu chúng mày cũng bậy bạ, chúng mày cũng nói chuyện ở đâu là nhân quyền tự do như ở nước Mỹ. Hả? Nước Mỹ có tự do không? Mày thì nhìn xem, hỏi anh John ở đây này, thế rồi là anh Hùng Trần ở đây này, rồi bác Cầm Nguyễn đang ở đây này. Mày thử hỏi xem, cái đất nước Mỹ xem nó có tự do không? Hay là chỉ tự do trên giấy? Hả? Cái ngành kinh tế của Mỹ, thằng nào nắm? Là bọn tài phiệt nó nắm? Là những tập đoàn kinh tế lớn nó nắm? Nó có sống như Việt Nam không? Hả? Những ngành kinh tế mũi nhọn, nhà nước nắm giữ, nhà nước điều phối, nhà nước điều chỉnh để phát triển đồng đều. Tao nói này, mày cứ bảo luật của Việt Nam hoặc như này khác, là lũ khỉ Trường Sơn này khác. Nếu mà chúng tao ấy, là những người coi như là không nhân văn nhân bản nhá, thì không còn lũ chúng mày ngồi đây sổ mệnh bây giờ. Sau 5-7 năm sẽ có tắm máu hết, nghe chưa? Thì lũ chúng mày không bây giờ không được ngồi ở bên Mỹ rồi là sủa bậy về Việt Nam nhá. Nhưng thằng ở bên Mỹ chúng mày chạy cao chạy xa bay, chúng tao đã để cho chúng mày chạy, để cho chúng mày sang bên một cái nước tự do mới để chúng mày làm lại cuộc đời, chúng mày ngồi để chúng mày sống sinh sống một cái cuộc sống, chúng mày chán ghét cộng sản chúng tao cho mày, chúng mày đi chứ còn biết như thế này nhá, bắn chết mẹ chúng mày ngay ở ngoài biển. Chúng tao để cho chúng mày làm gì? Hả? Tất cả những người dân Việt Nam, đặc biệt đó là nhân dân miền Nam, những người gọi là đi trước nhưng lại về sau. Người miền Bắc rất là hiểu cái tình cảm, cái khát khao hòa bình của người dân miền Nam. Đến nay chúng ta giữ được hòa bình, chúng ta đang phát triển thì không muốn giữ lấy nó. Chúng mày là những kẻ phá hoại, những kẻ phá đám, những kẻ như thế là chỉ biết như thế là ăn không ngồi chốc. Chúng mày không chịu làm, không chịu lao động, không chịu phát triển kinh tế gia đình. Chúng mày dựa vào hơi vào người khác, chuyên sống bằng cái nghề đó. Chúng mày không bao giờ ngóc đầu lỗi lên một cái xã hội
Bởi vì lúc nào chúng mày nhìn cái xã hội lúc nào cũng có một cái màu đen tối. Bản thân chúng mày đã quá đen tối thì làm sao chúng mày mày có một cái con đường sáng để chúng mày đi. Cảm ơn Hoàng Thế. Tôi nhá, cảm ơn mọi người, chúc mọi người một buổi trưa thật vui nhá. Vâng, tôi nói với tất cả các bạn ở đây ấy, mình chỉ dựa vào cái thằng Thành Long, mình nói cho những người dân người ta hiểu thôi, đúng không? Chứ còn cái loại ví dụ nick ảo như thằng Thành Long và một số thằng ở đây nữa thì nói chung là mình không quan tâm. Mình chỉ dựa vào đây, mình nói cho những người, những bà con mình ở bên hải ngoại, người ta hiểu về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam như thế này khác. Và những cái thằng đầu đất ấy, ở Việt Nam, chúng nó mở não ra thôi. Nghe chưa? Rồi, xin rất cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình cùng với mình. Rồi, xin chào tất cả các bạn.